kính chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp hồi ký mạng người lá rụng tác giả xuân vũ tập 9, chương 19. sẽ không có một màu giấy nào báo tin chính những kẻ chủ trương đẩy họ vào đây cũng không có sổ sách nhật ký của một anh đồ tể của lò sát sinh họ lùa vô miền Nam đông quá. Có số triệu, ai mà đếm nổi, nhất là tất cả đều đổi tên hết, ai mò cho ra gốc được. Khi tôi vừa trông thấy chỗ tập trung thương binh, tôi bảo Vân, mày ở đó làm việc, tao về lều. Tại sao? Tao không chịu nổi. Mùi tanh à, không phải chính là sự bi thảm nghề của tao là thế đó. Mày đã trở lại thời kỳ 20 năm trước, cắt tay chân thương binh bằng cưa thợ mộc. Bỏ Vân ở lại đấy, tôi quay về. Vừa đi vừa nhắm mắt, vấp ngã, mở mắt, bò can qua những thân cây, những hố bom đất đen như than. Về đến nơi tôi mắc bỗng nằm ngay, mắt nhắm tít, cố xô đuổi những gì mắt tôi đã chụp được toàn bộ bức tranh máu. Bữa bánh xèo dự định đã tan trong ý tưởng, chỉ có bữa cơm chiều lạt lẻo Tối mịt Vân mới về, hắn đứng ngoài lều gọi vợ. Em Lục đưa anh cột xà bông. Cần trái còn không? Còn đâu cho đủ. Chờ cho Vân tắm rửa xong trở về lều, tôi mới vào hỏi. Bao nhiêu? ai biết được. Mày bắn bó bao nhiêu người? Từ đó tới giờ, không có gì hết. Xé chăng màn làm băng, chặt cây rừng cặp nẹp xương gãy. Có nghe tin đoàn thằng Cao không? Không, nhiều đoàn bay gần hết. Rồi mày giải quyết số chiến thương thế nào? Không biết, cứ để đó cho họ rên. Một số lớn sẽ không qua khỏi đêm nay một số khác dài ngày thì chết nếu không được kịp đến diện. đưa bằng gì đây khiêng ai khiêng mới được chứ ai chịu trách nhiệm giao liên à mà giao liên không nhận trách nhiệm đó và chỉ có một thằng là tao tao làm gì được bây giờ nó trốn là phải phải trốn thôi ngừng một chút vinh nói tiếp sáu chục quả bom mày ơi mày đếm mà thì mấy chả bảo vậy ai thì tụ chết hụt á chôn tất thế nào ai chôn biết đâu chứ chẳng lẽ không ai chôn tất gì hết à đâu còn ai ở đó mà chôn cất rồi để vậy hay sao chứ tao biết trả lời cho mày thế nào ai còn sống thì đã bò lê đi hết ráo rồi Nói xong, Vân móc túi quần đưa cho tôi một cái bóp và nói, đây là cái bóp của tao lượm được. Rồi rút trên túi quần một sắp giấy nói, đồng chí này bị đứt mất một cắn tay, cánh kia còn dính da. Tao dùng dao mổ cắt tiện như đồng đội chặt tay la Văn cầu trong chiến dịch biên giới đó. Máu đã ra nhiều quá, nếu tao đến sớm có thể kịp tao băng bằng cái áo của tao anh ta còn tỉnh nhưng nói hết ra tiếng rồi môi mấp máy và đầu gục gạt xuống ngực tao đoán chắc anh ta muốn tao móc đồ trong túi áo anh ta ra tao móc sắp thư giấy máu liếc qua thấy mấy chữ biển bạch ở dưới cuối tờ giấy tao hỏi nhà ở xã biển bạch hả anh ta gật đầu tao hỏi tiếp có vợ con gì chưa anh ta lắc tao hỏi cha mẹ có còn đủ không anh ta gật tao nói để tôi giữ mấy lá thư này khi về tới trong nam tôi tìm cách nhắn tin giùm chó anh ta gật khe khẽ mà nước mắt ròng ròng vinh cũng nghẹn ngang không nói nữa và kêu chị phụng lấy cơm ra ăn. tôi không ăn được bỏ về võng nằm, lấy đèn pin bấm lên và giờ chiếc bóp ra. Một tấm hình bản thân gắn ở ngăn đầu, tôi kêu lên. Hoàng Việt nằm im từ lúc Vân về lều tới giờ, nghe tiếng kêu của tôi bèn hỏi. Lại một thằng quen thăng thiên hả? Anh nhớ bà lão tá đi lậu không? Nhớ chứ. Cái lão đen đen chán hói hói. Anh nhớ không? Mấy chả đi đổi chó đổi gà trong làng khu eo đó mà. Rồi sao? Đây là cái bóp của chả đó. Trời đất, sao mày biết chắc là của chả? Thì hình chả đi nè. Ảnh chụp mang lon đại úy. Hai đứa tôi lặng im. Tôi xếp bóp lại, tắt đèn. Cái chết đến thật là chóng vách. Đáng lẽ mấy ông đi tuốt rồi. Nếu không kẹt đường, thì đâu có bị bom trộm. Bồn ba về xứ, chẳng ngờ nằm lại giữa đường. Ở mấy trạm trước đây, có một ông già 55 tuổi đã kiệt sức và cũng nằm lại trong một cái hố cạn sát và không đủ bề dài cho ông, đào bởi những cái cánh tay rũ liệt. Nhưng ông hãy còn được vùi dập ấm áp hơn nhà quân sự này. Ai biết được thịt xương ông bay về hướng nào hay văng mắc trên cành cây ngọn cỏ nào. Chỉ có thánh thần mới biết được. Khi tôi đến đơn vị công binh của ông ta đóng ở bến Phàn Lược, gần đền Vô Lê ở Lam Sơn, để tìm tài liệu và chuyện những tiếng nổ ngầm nói về chiến công đánh sập cầu Bến Lức trong cuộc kháng chiến chống Pháp Nam Bộ. Tôi được ông chỉ huy này ưu đãi vô cùng, muốn gì cũng được cả, kể cả ăn uống, chung mầm miêu an chỉ huy. Lúc đó, ông đã ngoài 40 mà chưa vợ con gì. Đi kháng chiến hồi 45, lúc 22 tuổi, hòa bình 32. Mười năm trên đất Bắc, gió bất mưa phùn, gã thanh niên đã trở thành ông già tóc lốm đốm bạc. Có một lần đánh bạo hỏi một cô gái địa phương, liền bị từ chối thẳng thân ông ta cũng nói trắng trợn ra về nam kiếm ổ nào đó hốt một cái cho con gái hết ưng mình rồi có lần tôi nói cho ông biết là con gái quê mình chờ dân tập kết về đón cả hai tay và sẵn sàng trừ cho 10 tuổi nghĩa là ông còn thanh niên mới 32 xuân xanh ông cười khè khè tuổi nói nói vậy thôi trước khi mình về Tôi đã kêu bằng bác Bây giờ Ngay cả cái mộng hốt ổ Cũng không thành Sống cô đơn Chết cũng cô đơn Tôi đã được cậu giao kết giao cho kỷ vật của một thằng bạn trạm ngoài Bây giờ vô đây Lại thêm một món nữa Từ đây về đến nơi Còn bao nhiêu loại kỷ vật này Hay ngược lại Một người khác Cũng sẽ lượm được Cái bóp của tôi Không ai bảo ai những người đi trên đường này đều ghi rõ tên mình, địa chỉ bố mẹ hoặc vợ con sau lưng tấm hình của mình hoặc trên một mảnh giấy con cất kỹ trong bóp. Tôi cũng thế. Khi giả từ Hà Nội thì chưa làm, nhưng sau vài cơn sốt thì tôi thấy làm việc đó một cách rất cần thiết và cương quyết. Vân ăn cơm xong tôi hỏi, Mấy giờ rồi mày? Chị Phụng giơ tay lên bấm đèn pin và kêu. Ủa? Sao bây giờ mới có 2 giờ? Đồng hồ của chị là loại ô tô mà lắc chắc. Vân cười hóm mình, Sách mát đâm ba nhà. Hả? Sách mát là gì kỳ vậy? Chị Phụng lắc lắc đưa tay nghe và nói. Chết cứng rồi. Rồi chị mở ra đưa cho Vân xem vần lắc lắc vặn vặn nhưng vẫn lắc đầu rồi thốt lên thôi đúng rồi bom nổ chấn động hỏng trục gió hôm sau giao liên tới bảo rời địa điểm vì có mùi anh ta lắc đầu nguy quá không biết chừng nào mới soi thông đường được ở tràn lan thế này nó chơi một phát nữa thì rụng hết đi đâu đồng chí kỳ này tôi phải cho đóng xa suối mới được sao vậy tụi nó biết chỗ nào có suối là có mình đóng chứ sao thế là tất cả đoàn này đoàn nọ lôi thôi lếch đi theo anh ta không còn trông ra cái thể thống đi giải phóng miền nam gì nữa kẻ quài người sách ôm kẻ gánh một cách trăm hoa đua nở tôi hỏi vân đi chợ ra hay sao thế này? Thì nó dắt đi thì đi, nó bảo đứng thì đứng, không được hỏi. Mình đã qua khỏi khúc eo chưa? Ôi ơi, qua lâu rồi, sắp tới Cà Mau. Vậy qua khỏi bà đầm thái lát ông dèo rồi hả? À? Chưa, sắp tới. Chừng nào qua dịnh trà bay, đã thấy lố dạng kinh sáng xà no, đổ qua kinh mười thước, thì tới kinh sáng bà đầm. Thôi mấy ông ơi đừng có nói kiểu đó Nhớ nhà đứt ruột đứt gan đi Chị Phụng phản đối một cách dữ dội Tôi nói Tới nơi làm bánh xèo nghe chị Thôi tôi rầu thúi ruột Xèo gì nổi mà xèo Sống ngày nào lạc quan Ngày nấy với chị Sống phải no Để khỏi chết đói chứ Giao liên dắt đi gần nửa ngày đường Mới cho hạ trại anh ta trỏ tay bảo xuôi hướng đó. Chừng nào đi đồng chí? Chừng nào có lệnh thì đi, các đồng chí ăn ở cho cẩn thận. Nói xong, anh ta biến mất. Bọn chúng tôi trên dưới 15 người, kể cả đám nữ tùy tùng của dược sĩ Vân, ngơ ngơ, ngác ngác, như một bầy vịt bị lùa tới giữa đồng hoang, phải tự tìm lấy bồ cào, châu, chấu, ốc, đĩa, rắn rết, mà rỉa mà tự tìm lấy phương cách sống. Chúng tôi không dám kêu than gì nữa bởi vì hắn ta còn di chuyển thật nhiều đoàn khác nữa. Theo hắn nói thì lần này gian thật mỏng ra để lỡ rồi có ăn bom thì không bị thiệt hại nặng như vừa rồi. Dưới chân là cỏ và lá cây mục ngập đến quá mắt cá. Trên đầu thì tàng lá bịt bùng nhiều thứ cây có gai lạ lùng, nhiều thứ dây leo cũng có gai như móng ó. Chúng tôi gọi là dây ác ó. Đang lom khom chui chui thì bị một cái móc ở trán hoặc vành tai khiến dựng ngược lại như cá bị lưỡi câu vậy. Bùng ba lô và các đồ lề xuống đất, chúng tôi nghĩ ngay tới việc đi lấy nước. Vân bảo, chuẩn bị lon hộp và ni lông bi đông đi một chuyến sai dài ngày vân bảo các cô nàng hãy ở tại chỗ để đám được rửa mở đường khai lối trước rồi sau hãy theo vết người xưa tôi và hoàng việt đi theo với sự lãnh đạo của ông dược sĩ đường phải mở lấy mà đi nước phải đi múc mà uống vỏ cây đó phải cạp lấy mà ăn dây ác ó rậm bi rậm bịt vạch qua được lùm này thì lại gặp bụi khác máu đổ trên đường đang đi bỗng vân quay lại hỏi các ông có nghe gì không nghe gì là nghe gì thâm thẩm có à tao nghe rõ ràng mà vân vừa nói vừa đi tới chỉ được một quãng thì mùi thum thẩm đã chạm mũi tôi Đúng rồi. Hoàng Việt nói sau tôi. Tanh tanh. Bỗng Vân dừng lại và kêu lên. Mẹ, xui bỏ mẹ. Cái gì? Vân nói tỉnh mơ. Thay ma. Ai tới đây được mà chết? Chỉ có một cái đuôi thôi. Bậy hoài mày. Vân néo qua một bên rồi đẩy tôi đến. Đây nè, coi đi. Tôi nom theo tay Vân chỉ, một chiếc đùi của người ta mắc trên cành cây hình chữ V, lật úp bằng chân, còn mang dép cao su. Tôi vừa bịt mũi vừa ói. Thôi, quay trở lại cha, cái đùi bay thì đang sạc. Tới đây à? Vân quẹo sang một bên rồi đi tới và nói. Chiếc dép còn tốt. Để tao mắt cho đứa nào cần thì tới lột lấy xài. Thằng nào dám? Mày giỡn hoài. Mày không biết đó. Nó lột cả mùng tăng và nhứt xác cái đồng đội xuống đất để lấy cái giọng đó. Đến năm mà, Có võng của tụi nó đâu? Một cái giọng đổi được mấy con gà hoặc nửa con heo. Mấy thằng coi giọng đôi xé một nửa đổi đồ ăn với đồng bào thượng còn có nửa cái ngủ không có gì đắp. Mũi đòn sóc chích bị sốt rét. Cái việc tuần hoàng ăn ngủ của lính ta ở đây là vậy đó. Suối không xa lắm. Đã nghe nước chảy róc rách. Nhưng càn rách quần áo mới tới được mé nước. Bất cứ nước gì có nước là được rồi. Không có nước không làm gì được. Tôi đã từng lọc nước vũng voi nằm để uống chỉ hôm sau là ngã bệnh ngay chúng tôi lấy nước đầy các lon hộp và xếp ni lông lại hai ba lớp để tấm nước buộc thật chặt và vác trên vai hoàng việt lão thành được miễn vác nước chỉ đeo bốn chiếc bi đông và một chùm hộp lon chúng tôi đi tránh cái chữ v dựng ngược vì phải vạch đường mới nên một bọc nước của tôi bị gai ác ó móc rách một đường dài. Nước đổ xoa cả ra, không bụng lại kịp. Tôi la lên, Vân quay lại và có sáng kiến ngay lập tức. Bỏ đi, kỳ sao ta mang ba lô theo, bỏ bọc nước trong ba lô không gai gì móc thủng nổi. Ngoài ra, các túi ba lô còn chưa được nhiều lon hộp hơn. Chúng tôi vừa về đến lều, thì chị Phụng nói, có khát. Ai vậy? ai vô đây thì biết tôi vừa ló đầu vô thì bật ngửa ú ớ một chập mới nói được nguyệt anh nguyệt chỉ kêu lên một tiếng rất khẽ rồi quay mặt vào vách lều tôi đứng sững không biết làm gì không biết nói gì vân bảo chị phụng ra ngoài giúp đỡ nước xuống chị nhìn tôi cười nháy nháy và bước ra mặc dù hoàn cảnh vô cùng thuận tiện nhưng tôi vẫn cứ bàng hoàng không định tâm được may sao nghe có tiếng nhạc sĩ cao ở bên ngoài tôi bước ra và kêu lên hồi hôm mày ở đâu ở đó chứ ở đâu hoàng việt thì chưa biết gì nên bảo tôi nhóm bếp nấu trà uống ngồi dưỡng sau chuyến đi nhưng vân xua tay Tôi cho nó miễn công tác từ giờ đến sáng mai. Cao nháy mắt với Hoàng Việt và nói, Nó có một cái bếp khác cần nhóm lại lửa. Hoàng Việt cười khá khắc, À, thế hả? Vậy thì lui cho mau, kẻo cho ngội lạnh khó nhóm đó. Tôi đứng sơ rớ một chút, rồi trở vào lều lấy gan đi lại gần Nguyệt. Đêm qua Nguyệt ở gần trận bom không? trái gần nhất nổ cách em chừng năm chục thước. Còn anh, cũng gần em thôi. Im lặng, chắn ngang giữa hai người như một bức tường, bỗng. Tôi hỏi, em còn yêu anh sao Nguyệt? Một sự im lặng. Anh đã là con thuyền xa bờ tình ta ngàn dặm từ lâu. Em biết, anh cũng có lỗi một phần anh không có lỗi gì, đó chỉ là tại hoàn cảnh thôi. Nếu không có vụ tập kết thì không có chuyện gì xảy ra cả. Tập kết cũng chưa đến nỗi nào tại ba cái lập trường. Tôi lấy lại tự nhiên nhanh chóng và nói Em ngồi lên võng đi Nguyệt, anh mệt quá, phải nằm nghỉ chút đã. Anh đi lấy nước vừa về hả? Đem về nửa chừng bọc nước bị gai móc rách đổ nước hết trơn. Đổ rồi, khó hốt phải không em? Không hiểu sao tôi lại triết lý bất ngờ như vậy, rồi cảm thấy mình bị xa lầy. Nguyệt lặng thinh và vẫn đứng quay mặt vào vách lều. Tôi nói, anh đã quên em lâu rồi. Em biết, chính vì em có lỗi, nên em bị anh xua đuổi mà em vẫn muốn gặp anh. Anh xua đuổi em hay em xua đuổi anh? Lần thứ nhất ở gần Đò Lèn. Anh đến tìm em kia mà. Em biết anh lội bộ 30 cây số không? Rồi anh giận anh bỏ về. Chị Loan theo anh để nói chuyện. Anh vẫn bỏ đi. Sao em không tiếp anh mà để chị Loan tiếp? Anh không ở trong cuộc. Nên anh không biết chuyện gì đã xảy cho em trong chỉnh ngốn cải cách ruộng đất. Nếu anh biết một phần nào thì anh đã đối xử với em khác đi rồi. Họ đấu cái thành phần của em là công cũng như anh thôi chứ làm gì nữa. Sau cải cách ruộng đất, cấp ủy kêu em lên nói thẳng là em không được dính líu gì với anh nữa. Anh đã phản tình ở cơ quan của anh là anh yêu em phải không? À, thì đó là chuyện không thể giấu tổ chức được em phải biết là lúc đó không những anh mà ai ai cũng vậy không phản tỉnh họ truy rồi cũng phải khui ra thôi bởi vậy người ta biết nên người ta chặn em em khóc ghê lắm rồi sao anh đến em lại không ra gặp anh cơ quan bảo thế em còn mặt mũi nào nữa và lại em cũng không dám. Anh thì anh lại nghĩ là em đã thay đổi. Chẳng lẽ mới hứa lại thay đổi à? Người gì như vậy? Sao em không cả viết thư nữa? Em cũng không dám. Và lại người ta đã bảo vậy rồi còn thư từ gì nữa? Riêng anh, nếu em không ra gặp anh, thì anh phải trở lại lần nữa chứ. Sao anh lại đi luôn vậy? Thì tự ái chứ em không tự ái sao người ta đã bỏ mình mình còn thiết gì nữa có thiếu gì bạn của anh trong đoàn văn công sao em không bảo chúng nó nhắn anh em không muốn nhờ ai cả em là đứa cứng đầu mà chị loan có nói em là đứa con cứng đầu nhất trong gia đình nhưng tại sao lại cứng đầu với anh nhỉ anh đã không tới em lại đi tìm mà thế tại sao hồi em đi diễn ở sầm sơn em cũng không muốn gặp anh thì lúc đó em nghe anh đã có người bạn nào rồi thì đó chỉ là một cách trả thù em thôi giận cá chém thớt thiệt không anh biết không em luôn luôn có người muốn ngỏ lời trong ba năm trời em nhất định không em chờ nghe cho rõ vấn đề của anh đã để sau này khỏi ân hận Vậy thì em nghe thế nào? Anh biết đấy, anh ở Hà Nội mà, anh có nhiều người làm mai lắm. Hãy nói với em vậy, thì những người làm mai cho anh đấy. Anh không nhờ bất cứ một người nào làm mai cho anh. Người ta tự nguyện, nhưng tự nguyện hay do mai mối thì cũng thế thôi. Em muốn lập gia đình quách. Với ai? em có thể chọn trong 10 người châu trực ở cửa ngoài. Thế thì tại sao em không chọn? Vì anh. Vì anh cái gì chứ? Vì anh chưa có vợ. Anh còn đó. Anh chưa thuộc về ai. Em cũng không muốn em thuộc về ai. Khi em còn một tí hy vọng gặp lại anh. Sao em không viết thư? Thì tự ái. <laughs> có cả một lần em thấy anh đi coi văn công ở nhà hát lớn với người ta nữa kia mà với ai kịch gì kịch nu ba em được đoàn đưa ra hà nội xem để rút kinh nghiệm nhưng gặp vụ đó em bỏ về không xem đêm kịch sốn mắt à em muốn trả thù anh cách nào thiếu gì cách nhưng em nghĩ lại làm anh khổ thì em lại là người khổ hơn mấy tên chạy đèn cù chung quanh em nói lén anh dữ lắm anh biết mấy người bạn của anh học lại với anh chứ gì cấp ủy xây dựng em cho một người lái xe cho đúng lập trường phải không em không tưởng tượng được nếu chồng em là một người lái xe thì em sẽ nói những gì với anh ta và anh ta sẽ nói gì với em trong lúc ăn cơm, đi dạo. Em thì phản tỉnh việc mạnh dạn, rứt bỏ thành phần cũ, còn anh ta thì nói về những cây số lái xe an toàn, quý xe như con, quý xăng như máu. <laughs> Ê, gặp nhau, không có đâu tranh giai cấp đang nghe. Khi gần bên nhau, thì phải vui sống trong niềm thương mến. Tiếng hoàng việt từ bên ngoài vọng vào. Cao xuất hiện ở cửa nói oan oan vào. Mười năm rồi, giận gì dai vậy? Quốc giận đi cô dượng. Đáng lẽ có con chín mười tuổi rồi, mà bây giờ vẫn còn chân trơn. Tôi biết cả hai người đều tự ái, chứ không có lỗi gì hết. Tôi cũng biết hai người còn yêu nhau. Nếu không, thì kẻ đã có chồng, người đã có vợ lâu rồi, chứ không có còn nhung nhằn tới bây giờ đâu gặp nhau ở đây là dạng hạnh đó. Thì giờ không có nhiều. Cuộc sống như hai mặt của một tờ giấy. Thấy không? Nếu đêm qua bom lia tới vài chục thước nữa thì chưa biết ai sẽ khóc ai. Thôi, xí xóa đi. Hãy hôn nhau. Hôn nhau đi. Đừng hờn giận nữa. Mệt lắm. Như tôi đây nè. Muốn gần vợ mà không gần được. Cô dưỡng gần nhau. Sao cứ làm cho xa ra vậy? Ha ha ha, Hoàng Việt tiếp, nhạc sĩ văn hoa gớm nhỉ? mới mi nơ chuyện của ma dơ ngọt ngào. Thôi, dứt bỏ nhịp chỏi đi em trai em gái, ở đây có đủ, nè, tao làm chủ hôn minh gái. Ông lá xanh, chủ hôn minh trai, vợ tao phù dâu, thằng cao phù rẻ, lấy lều tao phòng hoa chúc, chiều nay làm một tiệc bánh xèo. Vân hăng hái vẽ thêm chi tiết. Sẵn rượu cồn 90 chữ đây, pha nước suối uống cho say mềm một bữa. Mừng tụi bay ký hiệp định, rờ 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 r, -r, -r, -r neo liền đi. Tôi bỗng thấy lại cả khung cảnh, ngày hai đứa mới yêu nhau. Nàng ra khu sau vụ trò ơn, với sự hướng dẫn của chị Loan là chị ruột của nàng. Lúc đó tôi bị thương về nằm ở quân y xá. Cùng là học sinh xa trường, nhưng tôi đi kháng chiến trước nàng vài năm. Chúng tôi yêu nhau một cách tự nhiên, không có sự gàn cản, mà cũng không ai mai mối. Chỉ có sự hục hạt từ lúc ra Bắc và sau sự chỉnh huấn cải cách ruộng đất. Bây giờ em định sao Nguyệt? Em cũng chưa định sao cả, chỉ thấy cần gặp anh nói với anh mấy lời như vậy thôi. Tôi bước xuống võng đến gần bên Nguyệt nàng vẫn quay lưng lại tôi như từ lúc đầu. Tóc nàng trổ màu hoe và biếm thành hai đuôi sam buông thả sau lưng, chứ không kẹp đuôi gà như trước. Mảng da gáy vừa sạm vừa mét vì sưng gió và sốt rét. Từ ngày yêu nhau cho đến lúc ra bắc, tôi vẫn sợ cầm tay nàng, không dám hôn nàng, cũng không nói cả mấy tiếng anh yêu em nàng cũng không hề thốt ra câu em yêu anh tất cả tình yêu chỉ được chứa trong mắt và tỏa ra từ mắt tôi vịn vai nàng rồi bất thần nắm hai vai xoay nàng ra và hôn má hôn môi nàng nàng đẩy tôi ra nhưng tôi không buông tôi hôn nàng như nói những lời thú tội tội gì tôi cũng không biết nữa nhưng tôi cảm thấy mình có tội. Để cho nàng đau khổ 10 năm phải chăng vô tội? Đôi má nàng vừa xám vừa xanh, nhưng tôi cảm thấy làn da bừng lên, đốt tan mọi nỗi niềm u ẩn. Mọi thứ đau buồn chồng chất trong tôi. "Nguyệt, Nguyệt ơi, anh vẫn yêu em." Anh đã thầm nói với em những lời ấy từ những phút đầu gặp em. Anh chỉ muốn nói với em. Nàng nhắm mắt, nước mắt nàng trào ra. Mặt nàng ngửa ra hứng những cái hôn mà tôi đặt lên với tất cả sinh lực, với tất cả hận thù, không biết hận thù ai. Em chỉ đến với anh lần này và cũng là lần cuối. Nàng bỗng mở to mắt nhìn tôi như bừng tỉnh và hốt hoảng. Nàng có vẻ không phản đối nhưng cũng không chấp nhận những cử chỉ nồng nàn của tôi tôi thầm thì bên tai nàng với sự hối hận tràn lòng lâu nay mình đi ta bà thế giới như con bướm lãng tử không có một lần nhớ lại hình dáng hoa xưa chẳng ngờ hoa vẫn còn đứng còn chờ em vẫn còn yêu anh sao nguyệt em đến đây để nhận sự khinh bỉ của anh không không bao giờ anh mới là người đáng cho em xa lánh Em muốn gặp anh Nhưng anh từ chối Tại sao Thì tự ái Nếu em cũng từ chối Mà em là người đáng lẽ phải từ chối Và người yêu cầu Phải là anh mới đúng Từ chối Vì anh không muốn chấp lại Cái gì đã nát tan Trong anh thôi 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 bỏ đi Nguyệt ạ à? Bây giờ mình đâu có thì giờ để trách móc nhau. Thì ra, tôi vẫn còn yêu Nguyệt. Vậy mà lâu nay tôi tưởng tôi đã quên được nàng rồi. Cái tôi cố quên chính là cách tôi không thể nào quên được. Mười năm qua đi, trong đời một người con gái, với bao nhiêu là khuấy trộn, hết ba cái lập trường ba láp, đến những rình chụp của đám sĩ quan khát tình vây chung quanh nàng và nàng phải xua đuổi tất cả với hai tay yếu đuối của nàng để chỉ sống với những hình ảnh xa vời ngày xưa với đóm lửa tình leo lét bỗng có tiếng cao vọng vào mời anh chị ra sơi cơm mí chúng em ạ à. có ớt đây ăn thêm một chén chú thím câu chuyện hài hước trong kháng chiến nam bộ một anh cán bộ đến nhà đồng bào, chủ nhà mời ăn cơm. Nhưng anh ngại ngùng mãi mới tìm được lý do. Có ớt, cháu xin ăn thêm một chén. Tôi kéo tay Nguyệt đi, nhưng Nguyệt vùng ra. Cơm đã dọn sẵn rồi. Trời ơi, một bữa dỗ ở trường Sơn. Dỗ ai đây? Dỗ những người Nam Kỳ vừa về quê chấp nhoáng, trong tiếng bom đêm qua dỗ anh chàng thiếu tá đi lậu giải phóng miền nam dỗ phương vừa nằm xuống ở ven eo máu dỗ những mối tình của tôi liệm oan sau khi bị bức tử vì chuyến xuôi nam buôn vinh quang của tôi và mừng mừng sống lại mối tình của tôi và nguyệt tôi đột ngột hỏi chị loan và anh trọng công tác ở đâu nguyệt ở hà nam mấy cháu rồi. Hai, một trai một gái. Tôi nhớ đến chị Loan nhờ cái răng khảnh. Nhớ Nguyệt nhờ cái lúng đồng tiền. Hai chị em nhưng là hai mẫu người trái ngược. Chị Loan mềm mỏng uyển chuyển. Nguyệt thẳng thắn đến cứng đầu. Chị Phụng vào lều lôi Nguyệt. Nguyệt cũng không ra ăn cơm chị Phụng mang vào cho nàng một nắp gà mèn, cơm và thức ăn, rồi ở lại ru đi với Nguyệt. Hoàng Việt nói, bữa này có rượu đó, nghe mày. Nó đâu cần rượu mới say. Ông dược sĩ duyên dáng chêm vào, say lâu, say oắc hơn cồn 90 nữa. Hoàng Việt vừa lắc lắc trước bi đông vừa hỏi tôi, hội nghị, rờ chưa kết thúc à? còn chờ giải quyết ngoài hành lang. Cao nói với bộ râu man ra dê của nó. Vân lại cười, làm cạn nửa bi đông còn phá lức nã này thì nó ký thôi. Hồi trước, mày hay làm emo chó mực, bây giờ còn làm không? Thứ đó bộ dữ lắm, phải bây giờ có tầm gân thì đỡ biết mấy, tôi gợi ý. Emoglobin de một loại thuốc bổ máu của Pháp trong kháng chiến Nam Bộ. Cán bộ rất thích dùng để tầm bộ. Thưa quý vị, nói đến emo chó mực là rút tỉa từ de desiêng, một loại thuốc bổ máu của Pháp trong kháng chiến Nam Bộ. Cán bộ rất thích dùng để tầm bộ. Tao nói, bây giờ tao có nhiều thứ ác hơn huyết chó mực nhiều. Huyết khỉ hả? ấy chết cha nồi cao khỉ của tao vân chạy vô lều rồi trở ra chưa ăn thua lửa yếu quá để ăn cơm xong tao đi kiếm củi già đun một đêm thì có cao pha cồn uống lên cân cấp kỳ phục vụ kịp thời lắm đó ông dược sĩ à nhưng không bằng b 12 hai đâu vân nói tao có cả ngàn ống đây uống cũng không hết chứ đừng nói chết làm gì mà đem theo dữ vậy? Thì cho mấy ông kẻ ở trong chứ phải cho tao hay sao? Thấy chị Phụng vẫn còn ở trong lều, Vân nói khẽ, mấy cái hũ rượu sống đó cũng là đem cống hồ cho các hoàng thượng ở trong đó. Tôi ngó quanh và hỏi, hũ rượu nào đâu? Cái thằng, Hoàng Việt gằn giọng và nhìn tôi, nói vậy, thấy sợ sợ đó mà không hiểu gì hết tối giả quá mày à à à tôi biết rồi thảo nào một công hai chuyện mày thấy trung ương sáng suốt chưa nào vừa dùng các em như lừa tải hàng vừa dùng các em như cối giả thịt vân tiếp nhưng còn một tác dụng thứ ba nữa là các em hóa thành máy sản xuất một thứ thuốc bổ phi thường. b 12 hai chẳng ăn thua mẹ gì so với thứ thuốc đó. Tôi hỏi, nhau ngâm mật ong và phi là tốt phải không? Thì cũng gần đâu đó. Cái gì nữa? Hoàng Việt thoáng nghe và gằn giọng. Sao mày tối dạ vậy hả? Rồi mừng răng mà sáng thoát. Vân rỉ tai tôi. Tôi kêu lên, thế cơ à? Ghê thế! Ghê mẹ gì, cái vụ này có hồi thời me sư ba xuẩn vô nam. Quân y ông cả hát làm thí nghiệm trước, rồi truyền xuống cho các y xá các tỉnh. Vừa nói, Vân nhanh mặt gãi đầu. Sáng kiến này ở đây bên nước anh em mình học tập. Thôi, tao nghe mắt ói quá. Mấy ông đâu có xé phay như gà giò. Tụi tao phải chế biến chứ lì, nghiêng ra cho nhỏ, rồi làm cao đơn hoàn tán như chệt, bán ở các tiệm thuốc bắc ở chợ làng mình ngày xưa vậy đó. Dã man quá, cách mạng mà mày, cái gì lại không có dám làm, miễn thắng lợi thời thôi, giết ngon cũng được, mà giết già cũng tốt. Hồi đó tới giờ mày đã nghiền bao nhiêu thai nhi rồi. Tao không nghiền, mà tao chỉ huy nhân viên của tao nghiền. Vinh tiếp, Hồ cái là ở Hà Nội thì có máy móc đỡ ghê tay còn vô đây thì phải dùng tay ớn quá họ cho tao bắt các em muốn bắt đứa nào đứa đó phải đi tội nghiệp con gái người ta mới lớn lên muốn dinh thân nên đi vào ngành này vinh ngon trớn kệ luôn chúng đâu có biết chúng sẽ thân tàn ma dại khi tao chọn là tao dân lệnh cấp trên tao bảo đi vào phục vụ ngành dược trẻ trung của mặt trận. Các em nghe dạy phấn khởi lắm. Tuổi trẻ đâu có biết cảm bẫy của các bác các chú. Nghe kêu gọi gì miền Nam là lao đầu vào. Miền Nam gì? Đây là một lũ nhà thổ cách mạng. Tao ra Hà Nội 10 năm, có học hành được chút nào thêm về nghề nghiệp đâu. Toàn pha chế loại thuốc trường xanh bất lão cho các chả không à. Bây giờ về Nam cũng mang tiếp cái nghiệp chướng đó chứ đâu phải phòng y dược gì bí mật lắm đó nghe nhưng nhớ tụi mày và anh bậy là những người hiểu kháng chiến và quen lâu với tao nên tao nói cho nghe chơi trên đường này đâu có cái đoàn nào kỳ cục như vậy hoàng việt hỏi rồi ông có pha chút nào loại cao đơn hoàn tán đã vô cồn này không không Tao chỉ bỏ sâm bột thôi. Hoàng Việt rút nút bi đông kê lên mũi người và nói. Đúng rồi, có mùi sâm. Vân lại tiếp. Mỗi em mang 10 ký thuốc gồm có sâm, B12, vitamin CBD, kinin, kinova, đường cát. Còn lại bao nhiêu là đồ lệ cá nhân. 12 em tải được trên 100 kg thuốc quý thấy không ngoài ra còn loại thuốc mà các em sẽ phải sản xuất sau khi vào tới trong kia đau đớn nhất là không có tình cảm với những kẻ ngủ với mình mà lại có con với chúng và đau đớn hơn nữa chính tay các em đã nghiền xương thịt của mình để dò lọn thành thuốc tẩm bổ cho những kẻ phá nát đời mình tôi kêu lên trời quái gỡ thật. Cao lắc đầu nói, đi theo cách mạng 20 năm, hôm nay tao mới hiểu cách mạng. Vân lại tiếp, tao ớn lắm mày ơi và anh Bảy ơi. Khi được kêu về Nam, tao đã tưởng sẽ thoát khỏi những gì mình không vừa ý. Mình sẽ trở lại cuộc đời lang bạc kỳ hồ như hồi kháng chiến chống Pháp. Làm thằng cán bộ quèn mà thấy vinh quang, và thấy con người mình vĩ đại biết bao. Nhưng khi tao vào đến nơi rồi, tao thấy cũng y như ở Hà Nội vậy. Cũng bất kỳ đô hộ, cũng tranh giành địa vị mặc sát hạ nhục nhau để lấy một cái chỗ chẳng cao sang gì. Và rồi cuối cùng, tao được giao cho nhiệm vụ bào chế, cao đơn, hoàn tán cho các giả. Thôi, tàn đời rồi, cuộc kháng chiến chống mỹ kỳ này có lẽ còn dài hơn cuộc kháng chiến chống pháp nữa tao đáng lẽ đi liên xô học dược sĩ cao cấp nhưng người ta cho tao về nam tao đã thấy trước vấn đề nên xin trở ra bắc để lấy thêm nhu cầu cho cái phòng oái oăm của tao và tao đã đem vợ tao vô luôn chị phụng ló đầu ra ngách lời thôi mà Kể chuyện đời xưa cái gì không biết nữa, được về xứ là mừng rồi. Về nước, chứ không phải về xứ chị Phụng ơi. Tôi tiếp theo, mười năm qua, mình như ở nước nào khác chứ không phải nước mình. Bây giờ về là về nước, chứ không phải về xứ đâu. Bữa cơm, tuy ở giữa rừng, nhưng có bàn tay đàn bà lại khác. Nhiều món ăn quá, ruốc thịt, canh ruốc thịt, cá chà bông, rau rừng luộc. Không biết rau gì nhưng đang thèm chất xanh nên cứ ăn bừa. Có chuyện gì thì có dược sĩ bên cạnh. Muối tiêu, muối ớt và còn pha sâm bột. Vân sắp rót rượu bỗng kêu lên. Em ơi, ra giúp anh tí. Nghe vậy tôi và Hoàng Việt cười ré lên tôi nói đáng lẽ bà phải kêu mày anh đội miền Nam ơi giúp em tí chứ à à à chị đội miền Nam ơi ra giúp anh chút ấy ra giúp anh tí chị lấy dùng cái cốc pha thuốc ra đây uống rượu cho phải điệu chút coi uống bằng cái chén sắt Hungary này ố điệu quá vậy vẫn còn ngon hơn uống rượu ngó ở Hà Nội đấy ăn xong, ai nấy đều lên võng nằm ru giấc thần tiên. Chị Phụng đem nắp gà men cơm còn nguyên trở ra. Chị cằn nhằn Vân. Sao không ăn để cơm nguội lạnh hết? Vân nói nhỏ với chị. Chị có vẻ đồng ý. Vân bước lại dặn cao. Mày ngủ đi, nó có kêu cũng đừng dậy. Bây giờ tối rồi, nó không có dám đi về một mình, hiểu chưa? Tôi nghĩ thầm, thằng này kinh nghiệm thật. Vân quay lại tôi rỉ tai. Bây giờ tới phần mày nghe. Nên nhớ tiếng một bước, lùi hai ba bước. Để tiến thẳng tới mục tiêu nghe. Phen này mà hỏng nữa thì hết cơ hội đó. Tôi hơi nản. Không phải vì sợ nàng từ chối tình yêu của tôi. Nàng đã tìm đến đây trong hoàn cảnh này là vô hình chung nàng đã chấp nhận nó rồi. Nhưng tôi nản là vì chia ly rồi lại chia ly. Lần chia ly này có thể là vĩnh viễn. Tàn nhẫn vô cùng, nàng đã bị bập dập đớn đau 10 năm. Bây giờ vết thương có thể được băng bó. Nhưng để rồi, nàng lại tiếp tục mang nó cho đến bao giờ. Hàng triệu người vợ trung thành với chồng ở miền Nam để được tiếng khen của Trung ương bâng cua của đảng miền nam đi trước về sau hàng triệu người chồng chạy quanh trên đất bắc thèm khát một mái ấm gia đình vào chiều thứ bảy thấy cảnh hạnh phúc của gia đình miền bắc để mà hối hận vì mình đã nhẹ dạ cả tin bỏ vợ con đi tập kết hai năm về ông nhạc sĩ bạn tôi kia là một điển hình để được các đồng chí chuyên gia liên xô khen các đồng chí là thần thánh, xa vợ 10 năm mà vẫn không lén phén ái tình. Còn chúng tôi thì đi sang Việt Nam, một tuần thôi cũng phải mang vợ theo rồi. Tôi không muốn Nguyệt chờ tôi trên đất Bắc, mà tôi cũng không thể chờ Nguyệt ở miền Nam. Tôi đã 33 tuổi rồi, vào tuổi này Bố tôi đã có tôi 13 tuổi học xong lớp nhất trường quận. Ông nội tôi có tôi vào lúc ông 40 tuổi. Tôi thấy tôi cần một đứa con cho gia đình tôi. Hơn nữa, vì tôi là con một. Tôi coi cách mạng là tai nạn cho tôi kể từ khi tôi leo cái dốc đá thứ nhất trên dãy trường Sơn. Sợ dĩ tôi không cưới vợ, mặc dù tôi có thể cưới đàng hoàng trên miền Bắc vì tôi biết chắc trước sau gì tôi cũng về Nam bằng đường Trường Sơn. Tôi không thể để vợ con tôi ở lại Hà Nội và chờ tôi. Có khi lại tuyệt vọng. Con đường này là một thứ rút sang trò. Con đường không vui vẻ như tôi đoán. Và hết đúng như vậy. Vợ quá con côi chồng lên đài tử sĩ. Tôi ngập ngừng không muốn vô lều mà tôi biết trong đó nguyệt đang bị gài mắc lại đó cũng lại là một lý do khác tôi không hăng hái bước vào tôi muốn cái gì đến với tôi thì cái đó không phải do sự cướp giật hoặc thủ đoạn nhưng tôi cũng quá ngây thơ không chịu hiểu rằng không có cái gì đến mà tự nguyện hoàn toàn trong tình yêu lại càng thủ đoạn dù ít dù nhiều người con gái có biết nhưng vẫn vui lòng đi vào cái bẫy hạnh phúc Mà chàng dăng ra cho mình Tôi bước vào và hỏi Sao em không ăn cơm? Em không đói Nguyệt nằm trên võng và khẽ đáp Bóng chiều đã trùm phủ khắp núi rừng Trong lều hơi tối Tôi ngồi bên đầu võng Nàng nói Em đến đây để tư giã anh Và chúc anh về tới quê hương chỉ có thế thôi à vâng ý định của em chỉ có thế nếu chỉ có thế thì em không phải nhọc công lặn lội tới đây nhưng em muốn thế bởi vì có lẽ không còn dịp nào gặp nhau nữa anh đi một hướng còn em đi một hướng đây là câu nói nguy hiểm mà tôi không hiểu qua mấy tiếng ấy nàng muốn nói cái gì nhỉ Tôi nói anh với em chỉ một con đường thôi. Nhưng nàng lại nói, em trở ra còn anh đi vào. Nhưng chỉ một mục đích giải phóng quê hương. Anh về Nam trước nhất là để gặp gia đình và cưới vợ, không phải để giải phóng gì cả. Sao em biết? Vừa nói tôi suýt bật cười, nhưng tôi ghim lại được thì tất cả những người đàn ông tập kết đều có ý định đó mà. Thôi cũng được đi, ai lại không muốn cưới một người vợ cùng quê cùng giọng nói. Trừ anh, tôi như bị chặn họng, chưa kịp ú ớ để ngụy biện. Thì nàng tiếp, một người bác, rồi một người trung, rồi ai bảo em vậy? Máy bay địch, hồi nào? Mấy hôm trước đây này? Sao có chuyện lạ vậy nhỉ? Nhờ nó em mới biết, chứ không em làm sao biết nổi. Nguyệt lại tiếp. Anh không tin em mà. Người vợ chữ cưới của anh tên là Phương, người Quảng Nam phải không? Tôi hết cãi được. Nguyệt lại tiếp. Chị Phương hy sinh trên đường về quê. Địch bắt được nhiều tài liệu trong đó. Có những bức thư của anh gửi cho chị ấy. Có cả hình ảnh của anh và của hai người chụp chung em nói thật mà máy bay rải tràn lan xuống đây vài hôm trước nhờ địch mà em có được tấm hình của anh tôi không ngờ một câu chuyện lạ lùng như thế đến với tôi dù sao thì chuyện cũng đã kết thúc rồi em ạ à. còn một người nữa chứ đâu đã hết anh người nào nữa tôi định chối phăng nhưng nguyệt nói ngay hôm bữa biểu diễn kịch ở trạm ngoài anh nhớ không em nhờ anh cao đến tìm anh bảo rằng em muốn gặp anh anh cao đến vừa nói thì anh gạt ngang anh cao về em hỏi anh cao gắt thôi phăng teo cho rồi nó có con nhỏ ba lê đeo dính nó đằng kia nó không có muốn bận rộn với cô đâu thế là đã rõ cái thằng mắc dịch hại tôi rồi. Nhưng cũng chẳng trách gì được nó. Lúc đó trái tim tôi đang đầy ngập hình ảnh của phương lẫn thu. Khi no, ai còn thèm ăn. Bây giờ thay đổi bất ngờ. Thằng no hóa ra kẻ chết đói. Em muốn xử tội anh cách nào thì cứ xử cho mát bụng em. Nguyệt ngồi bật dậy. Em đâu có quyền gì. Em phải về đoàn. Có lẽ chúng em phải trở lại miền Bắc, anh ạ. À. Đoàn chỉ có lệnh phục vụ mấy trạm đầu thôi. Nhưng anh Sáu, tôi đi vô thêm tới đây là quá xa rồi. Tối rồi, em không đi được. Anh Cao đi với em mà. Nó say rượu rồi. Rượu ở đâu? Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài. Giọng của Hoàng Việt. Ê, thằng gũi mày có cần đậu phộng rang hạ tĩnh không <laughs> thôi cha nội ơi nguyệt hỏi đậu phộng ở đâu vậy anh tiếng chị phụng phản đối thôi mà mấy anh đâm hơi hoài để cho người ta ký hiệp định có cần thì mai tao cho hai thì dung <laughs> tôi nói với nguyệt em không về được đâu bom trộm bất tử nguy hiểm lắm rồi tôi nói tiếp, em nghe này Nguyệt, đây là giây phút quyết định. Nếu em đồng ý thì anh có thể là chồng của em ngay bây giờ. Anh chỉ là người yêu của em thôi. Tại sao? Em thấy em không yêu ai hết ngoài anh. Anh đã hút tất cả máu trong tim em. Tôi với tay lên quạt đầu nàng xuống như bẻ một trái chín bất chợt tìm thấy ở một cành hoang. Lá khô làm nệm, đất sỏi làm giường, đêm tối là hoa thiêu gấm dệt quây phòng cho chúng tôi. Nàng nằm im, chỉ khe khẽ kêu một câu điệp khúc. Chị Phụng cười chết, chị Phụng cười chết. Tôi như không còn nghe gì nữa, tôi là con ngựa rừng, chạy tuôn gai góc, và ngã bên bờ suối thỏa thuê với dòng nước tràn ngập đồng cỏ bao nhiêu dậm đường đã lùi lại phía sau những vó thần với mặt đất nát như và những hố hào đào mới trong tiếng ngựa hí khúc cải hoàn tôi đã biến Nguyệt thành đàn bà trong một niềm hạnh phúc mong manh đặt meo bên hố chết Nguyệt anh hứa với em một câu không thay đổi em có nghe không nghe em nghe anh là chồng của em vâng chúng ta đã là vợ chồng nàng quả quyết nói và chấm câu bằng một cái hôn dài và cháy gò má tôi rồi nàng khóc mùi mẫn tôi bế nàng đặt lên võng chiếc võng như lá đỏ chở khách tình khẩm đừ êm êm không trôi mà neo tại chỗ thằng cuội nằm ôm mặt trăng hay chìm giữa mặt trăng cũng không rõ. Nàng tỉnh tuồng móc trong túi ra đưa cho tôi chiếc khăn tôi tặng nàng khi mới yêu nhau. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, sương rơi lộp đột trên nóc lều, vắng lặng lạ đồng. Tôi nghe hạnh phúc có thật, tôi sờ được và tôi cầm được. Da thịt, hương tóc, làn môi của Nguyệt lan tỏa ấm đọng trong tôi nàng nói anh đừng làm em khổ nữa nhé không không bao giờ về trên cơ quan em sẽ xin đi bê ngay với lý do theo chồng về nam chiến đấu tôi hôn nguyệt hôn mãi hôn hoài hôn mãi từ bên ngoài vọng vào tiếng hát lâm ly của chàng nhạc sĩ vừa nối lại mối tình đứt cho tôi và lại là người có trái tim tan vỡ, không phương hàn gắn. Giọng anh ta khàn khàn, đau đớn. Chiều mênh mông còn vướng chân mây, bao niềm vui bay theo nắng tắt, bao màu tươi chết trong tháng ngày. Người chiến binh miền núi trầm ngâm ngắm chiều rơi, vương sầu thiên lý đầy vơi im nghe gió chiều nay hòa dư âm ngàn lá biết khi nào tới quê hương anh ta sáng tác bài này hồi nào có lẽ mới đây trong chuyến đi này nhưng lời lẽ như vậy ai mà dám hát chắc hắn ta nhớ vợ con miệng hát mà tay nén chặt tim đau sáng hôm sau nguyệt về đoàn tôi quẩy ba lô đưa nàng đi cùng với cao cả một quyển tiểu thuyết viết bằng nước mắt lần thứ hai tôi có vợ lần này thì thật rồi nhưng lại phải xa nhau ngay khi vừa sum họp nhưng thưa quý vị đoạn kết vô cùng bi thảm tôi đau khổ vô cùng khi viết đến đây tôi muốn nói với các bạn trẻ của tôi hiện giờ đi theo cách mạng vô sản, tiêu mất 23 năm, 1945 đến 1968. Tôi chẳng được cái gì cả. Làm cách mạng để làm gì? Tôi không phải là nhà cách mạng, nhưng trong cách mạng có tôi. Tôi có công hiến trí óc, cả máu nữa, cho cách mạng để đổi lấy bầm dập và tan nát. Tan nát nhất là đời tư. Hai lần suýt có vợ, hai lần tan vỡ tan tành. Tôi định sẽ viết tới đoạn kết của mối tình tôi và Nguyệt trong quyển Đến mà không đến sắp tới đây. Nhưng không biết tôi có viết được không? Vì lẽ này lẽ nọ. Thôi, sẵn đây tôi viết luôn mấy nét chính. Khi tôi về đến R ER được một ít lâu thì một người không quen tìm đến cho tôi hay rằng Nguyệt đã về tới bên Bộ Tư lệnh Quân giải phóng tôi mừng vô hạn, hạnh phúc đã hiện ra rồi, gần đầy đủ mặt mũi tay chân. Đó là ân huệ độc nhất mà tôi được cách mạng bàn bố, cho vợ theo chồng chiến đấu. Nhưng ân huệ chưa hưởng hết, thì tai nạn lại đến liền. Tôi vừa sang gặp nàng, thì một trận bão tới, nàng chết trong cơn bão đó. Tâm thân người con gái bị đè nát dưới một cội cây cổ thụ tróc gốc. Cả cơ quan phải cưa cả ngày mới đem nàng ra được. Nàng được liệm bằng võng màn từ Bắc mang về và chôn trong một cái quan tài đan bằng cây nứa. Cùng bị tử nạn, trong trận bão đó còn có một nhạc sĩ thổi kèn số một miền Bắc. Người Nam Bộ tên Lập, vốn là nhân viên của đoàn văn công, mà nàng là chỉ huy phó. Thôi, thế là hết. Tiếp theo đó, cơ quan văn nghệ cục R ER phải tản khai nhanh chóng vì có tin quân đội Mỹ sắp mở chiến dịch Johnson City đánh vào các cơ quan của R. Tôi phải đi ngay nên không có cả thì giờ sửa sang nấm mộ cho nàng. Thế là trên con đường này tôi mất hai người yêu. Vậy là trong vòng mấy tháng tôi mất hai người con gái sắp hoặc đã làm vợ của tôi, một nằm ở ven eo máu, một an nghỉ ở rừng miên, Phương và Nguyệt. Tôi còn biết sống làm sao đây? Tôi thấy mình không có duyên với cách mạng, hoặc ngược lại, cách mạng là cái thứ gì vô duyên nhất đối với tôi. Chương 20. Xin mời các bạn trở lại lều với các bạn tôi. Nhờ sự chăm sóc đúng cách và có thuốc đầy đủ của ông bạn dược sĩ, mà tôi và Hoàng Việt phục sức rất nhanh. Cái bánh chè của nhà nhạc sĩ chừng như đã trở lại bình thường, sau mấy ngày liền được bàn tay của Vân xoa nắn với thuốc rượu. Bây giờ máu hoài hương lại trỗi dậy trong người. Trước kia cứ mỗi lần đến trạm thì cả Hoàng Việt lẫn tôi đều mong đường bị kẹt hoặc giao liên ốm để nằm lại dưỡng sức nhưng bây giờ thì ngược lại chúng tôi nóng ruột muốn đi mau nhưng đường vẫn chưa thông bên ngoài không có khách vào vì ở đây đang bị ùn kẹt mẻ cao kỳ của dược sĩ vân thất bại như mẻ thép nấu bằng nồi đất của hợp tác xã bên trung quốc sương không tan ra mặc dù vân đã cho vào hai ba lần chất hóa học gì đó bỏ thì tiếc nhưng nấu hoài vẫn không thấy kết quả thì cũng nản lòng. Nhưng không nỡ vứt đi mà cứ để đó tính sau. Vân cằn nhằn tôi. Mày dở quá, sao không câu nó đi luôn? Cô ta là phó đoàn mà mày, đâu có bỏ đi như thế được. Nhưng sau khi về tới nơi, nàng sẽ xin vào ngay. Tóc mọc râu. Còn Hoàng Việt thì cao nhau Vân. Ông dược sĩ dở quá Đem đủ thứ thuốc Mà quên đậu phộng hà tĩnh Để cho nó vài thìa. Chuỗi ngày anh dầm nằm về ở đây Chúng tôi lấy ba đề tài để giết thì giờ Chuyện tiêu lâm Chuyện kháng chiến Nam Bộ Và chuyện bất mãn miền Bắc Tôi vốn thuộc lào chuyện tàu Nhưng các vị kia lại không hạp khẩu Còn kể tiêu lâm Thì lại vướng chị Phụng nên cả ba đứa chúng tôi xoay quanh đề tài cuối cùng. Còn công việc làm thì chỉ cua củi, phơi bột gạo, sửa khoai chép, vá quần áo hoặc nằm khảnh ra nhìn trời qua kẽ lá. Muốn đi săn khỉ, nhưng đoàn của Vân thì không có súng AK. Cho nên đôi khi ba đứa rủ nhau xuống suối, bắt cua đá và tìm lá bứa về nấu canh chua đổi bữa. Một hôm, lúc đi săn cua, tôi trở lại vấn đề bào chế cao đơn hoàn tán. Vinh nói, Các chả như vua chúa vậy mày ơi, bề ngoài làm ra vẻ đạo đức, nhưng tao thấy rõ cái đạo đức hỏng của mấy chả hết ráo. Mày nhớ đâu hồi, năm mươi sáu năm bảy gì đó, có một vụ án động trời không? Một ông bự thiệt bự, dùng di trùng giết vợ để lấy con gái nuôi. Bị phát giác, và lãnh án tử hình. Tôi nói, tao thấy bảo nhìn dân đăng, nhưng tao thắc mắc, làm thế nào hắn có vi trùng và tiêm được cho vợ hắn? Vậy mày không nhớ vụ Dương Bạch Mai uống nước ngọt mà chết tại hội trường Ba Đình sao chứ? Đó là việc của Bộ Công an, họ có thẩm quyền bỏ thuốc độc của nước ngọt, còn đây là việc cá nhân của hắn, thì hắn mua vi trùng ở phòng vi trùng bệnh viện C. Ai bán? Thì cũng trong đám nhân viên chứ ai? Rồi ai chích? Bác sĩ chích chứ ai? Ủa? Bác sĩ không biết đó là vi trùng à? Biết mới chích chứ không biết chích làm gì? Có loại bác sĩ đó nữa Có loại ông bự đó nên mới đẻ ra loại bác sĩ đó còn nhiều vụ lắm mày ơi xe tàu nào chở cho hết nhưng mình đã lỡ đi rồi trở lại thì đi đâu nhưng càng đi thì càng thấy bộ mặt của cách mạng ghẻ lỡ. nam bộ chúng mình trung thành với cái hang bắt bò lạc ễ mình cả chục năm ra bắt thợ đấm bóp không làm cho một mẹ tổng quốc nào cho giảng gân giảng cốt hết đã bệnh càng bệnh luôn xin ghi chú thợ đấm bóp cho đến năm 56-57 vẫn còn làm ăn ở Hà Nội phần lớn đi ra tìm khách ban đêm bây giờ mình thoát vô trong rờ rồi mày sẽ thấy thoát hay không tao vô tới nơi mới bật ngửa mẹ cha nó đi đâu cũng không khỏi bị rau muốn phủ đầu bộ tư lệnh giải phóng quân miền Nam toàn là các anh cọc cạch anh sáu mặt sắt đang trên đường quào làm đầu nậu đó. Đủ bộ già rô, già cơ, già phích, già chuông trong nó rồi. Dân Nam Kỳ thủ hai ghế, phó bảy và phó bét. Là ai? Đồng dân chuột, phó nhòm, Bà già trầu tỉnh, mày phó cối. Bị tới bảy tầng lớp áp bức, vừa đè vừa nén cối, chịu gì thấu. Bà bị dính rồi có ké nữa là khác chay nào bén vậy chay ba đám đỉ hà nam khoác áo hộ lý này vô tới là cách mạng miền nam đất lên rào rào đến chiều khi chúng tôi về thì chị phụng reo lên đường thông rồi trạm ngoài vô rồi mai mình đi giao liên vừa cho biết tôi đang loay hoay thu xếp mọi thứ cho gọn gàng thì bỗng có tiếng kêu thét ăn bãi tôi quay lại thì thấy hai ông cắn gáo đi lê lết chậm rì ông khỏe đèo ông yếu anh không nhận ra em sao nữ đây nuôi đây trời ơi tôi vất đồ đạc chạy ào ra Hoàng Việt cũng phóng sang một hình tượng tới muôn đời tôi cũng không thể nào quên một cái xác trên tay ngữ Thằng núi rũ xuống như cái ao rách Tôi bảo ngữ tiếp tay nâng nó lại cái võng của tôi cho nó nằm Cứ để nguyên quần áo đầy đất cát như vậy Chỉ lột đôi dép của nó ra thôi Đầu nó trọc lóc không còn một sợi tóc nào Mặt mũi xám như chì Ngữ vừa thở vừa nói Giao liền Họ bảo vào đây có bệnh viện lớn Chứa được cả trăm người Hoàng Việt lắc đầu, nhị tỷ lộ thiên thì có. Tụi này suýt chết vì bom trộm mấy đêm trước đây cậu à. Tôi nói xong, gọi Vân tới xem qua. bệnh gì vậy? Vân bình thản như không có chuyện gì. Tôi kể sơ cho Vân nghe. Ông dược sĩ lắc đầu. Sốc ác tính mà ngâm nước cho xuống nhiệt độ à. Chết như chơi. Thì bị mưa rồi để vậy, coi mỏi nó bớt nóng rồi để luôn. Vân đây ông nghe, nghe tim, bắt mạch, chị Phụng lấy nhiệt độ. Vân bảo, thay quần áo, đắp ấm để nó nằm yên cái đã. Trời đã sụp mặt, khí lạnh lại phủ xuống dày đặc, tiếng khỉ vượn kêu trên đầu. Chúng như cũng kinh ngạc cho cái hiện tượng dưới mặt đất này. Tôi nói với ngữ, Sao cậu lại bắt nó đi gấp vậy Phải đi thôi anh ạ à, Trạm dời điểm Hình như họ bỏ trạm của thằng Phẩm Vì thiếu người Nghĩa là khoảng cách giữa hai trạm Dài gấp đôi phải không Vâng ai đi thì đi Ai không đi thì nằm lại đó Cứ nằm Trạm nó không chiếu cố một thứ gì Chúng em hỏi Nay mai muốn tìm trạm Thì đi hướng nào nó nói chính nó hiện giờ Cũng không biết đi hướng nào Ngữ ngưng để lấy hơi rồi nói Còn nhiều người tệ hơn Thằng núi nữa anh ạ à. Có người phù thủng Đành nằm lại đó chờ chết thôi Đồng đội của họ cũng bỏ đi Mạng người cứ coi như Lá rụng thôi anh à Chị Phụng Đem ra cho ngữ chén nước trà nóng Ngữ cảm ơn liên lịa Như nhận được quà tiền Ngữ tiếp thằng núi mới tệ xuống ba hôm nay thôi trước đây nó không đến nỗi sau khi các anh đi nó vượn lên khá lắm đi chậm nhưng qua nổi một trạm có ghé lại cái làng khu năm không thì tụi em nằm đó ba ngày để chỉnh đốn các thứ có bị máy bay loa không chúng nó làm khiếp lắm anh ơi ngày đêm máy bay loa rầm rầm không nghỉ ngơi được nó rải truyền đơn ghi tên danh sách cả đoàn mình. Có rải cả hình ảnh của anh và chị Phương nữa, anh chị Thiệp nữa. À, cậu có gặp Thiệp à? Có, anh nằm chết dí ở đó, cái làm phải di cư để tránh nhảy dù sắp tới. Nhảy dù gì? Chúng nó đe sẽ quét sạch cả làng, đồng bào và cán bộ đoán là nó sẽ cho trực thăng nhảy dù xuống nay mai. Những đoàn đi nam còn rơi rớt lại đó cũng phải lết theo giao liên, vô trạm trong để rồi tiếp tục nằm lại. Em cố lôi thằng núi đi. Giao liên bảo là cố vào trong này, có bệnh viện to lắm. Em vào trạm trong nữa hỏi, thì họ lại bảo vô trạm kế ngay đây. Tức là trạm này, thằng núi cố lê chân. Nếu chỉ dốc thường thì nó không đến nỗi tệ như vậy nhưng vì dốc đứng quá em phải lôi phải đủn còn dốc xuống thì nó ngả mấy cái khiếp quá nên có lẽ bị cả nội thương nữa sao nó rụng tóc hết vậy nhỉ em cũng không biết tại sao cứ mỗi sáng thức dậy nó đưa tay cào lên đầu nó rồi nói anh ngữ xem đây này nó đưa cho em xem từng mảng tóc trời đất em kinh quá mới hôm nào tóc xanh ngăn ngắt bây giờ tới đầu trọi như cái đồi trọc vậy tôi đã từng gặp một cậu sinh viên tóc bạc như tóc ông già 60 ở trạm ngoài bây giờ lại phải nhìn một chàng trai rụng hết tóc con đường này quả là con đường tăng tóc của tuổi trẻ tôi hỏi ngữ cậu còn gạo không còn chứ anh, 17 kg, nặng quá. Họ phát số gạo đó cho mình là vì họ không muốn giữ lại kho. Vì tình hình ruồng bố sắp đến nơi, chúng nó đến là đốt sạch. Thế đó, chứ không phải mình có nhiều gạo đâu. À, thì ra thế. Em phải giản chính một số đồ đạc để mang gạo, mang quàng cả cho thằng Núi. Thế thằng Thiệp không đi à? anh ấy nói anh ấy phải đi tìm cán bộ địa phương móc ngoéo để xuống bắc kế em không hỏi gì nữa mạnh ai nấy đi mà quỷ gì đâu không biết nữa mới khỏe được mấy hôm lại mệt đúng ra là tôi không có trách nhiệm gì nhưng ai lại đang tâm bỏ đồng đội như thế này mà đi chứ mai phải đi lương tâm cắn rứt không ít đi cũng cắn rứt mà ở cũng cắn rứt. Lương tâm con người đâu có đơn giản như chính sách. Cứ hệ ném ra là hốt lấy thành quả được. Tôi nghiêng nhìn thằng núi. Mặt nó xám ngoẹt. Tôi không tin rằng kỳ này nó qua ải. Tôi bỗng nhớ tới câu thơ hay câu nói từ miệng nó. Núi vẫn đôi mà anh thiếu em. Bây giờ thì núi vẫn đôi mà em thiếu anh. Vân nói, để tao tìm cho nó mũi thuốc. Tao có kín ninh chấm 40 đây nè. Không, thuốc khác kìa. Tao có serum bột nhưng lại không có nước cất. Tôi không chú ý và cũng không hỏi là thuốc gì. Nhưng vài tiếng đồng hồ sau thì núi ú ớ. Tôi và Ngữ rọi đèn pin mắt núi lờ đờ, trong mắt lăn qua lăn lại khe khẽ. Ngữ hỏi, đói bụng không núi? Núi khẽ lắc đầu. Hoàng Việt tiếp, có ăn mai mới đi nổi. Núi cũng lắc đồn. Tôi bảo, đưa tay bắt tí coi, biết ai đây không? Núi chỉ dơ lên nửa chừng, rồi buông tay xuống mạch tim yếu quá để ta tiêm một mũi trợ tim. Chúng tôi để bệnh nhân nằm im, tất cả đi vào lều của Vân. Vân nói: từ trước tới nay tôi chưa gặp trường hợp sốt ác tính, chỉ mới nghe nói đến khi vào con đường này thôi. Trong y học của pháp có tiếng sốt tẩu mã, không biết có phải là loại sốt này không? Tôi cũng không biết triệu chứng và sức tác hại của nó như thế nào đại khái là nóng phát điên lên. Nó chạy khắp rừng, tụi tao phải bắt nó lại, buộc lên võng. Hôm đó nhằm trời mưa, hôm sau nó xuống nhiệt độ, bây giờ rụng tóc. Nghe người ta truyền miệng thì loại sốt này, mười người mắc phải, chết chín, còn một người sống sót thì cũng tàn tật. Đây đúng là trường hợp thằng núi. Vân hỏi, bây giờ làm gì? Theo mày thì làm gì? tao có một số thuốc điều trị sốt ra rất mạnh nhưng bây giờ nó đâu còn sốt nữa sốt đã chuyển sang chứng khác rồi có thể di trùng đã đột nhập vào não đó là tao chỉ đoán mò thôi nhưng nếu sự đoán mò của tao có đúng đi nữa thì tao cũng không biết phải trị như thế nào ngoại trừ tao cho tăng sức đề kháng và chờ tim mày làm gì được thì mày làm miễn nó sống thì thôi vân đưa ra một chục cách để phục sức và gia tăng sức cho bắp thịt như dùng dầu nóng xoa bóp hoặc sông hơi kiểu như bà con nông dân ta sông nóng lạnh nhức đầu ở thôn quê vậy nhưng chỉ có một cách là thả dĩ thi hành được xoa bóp bằng dầu nóng kết quả rất khả quan chúng tôi căng tăng mắc võng và lấy thêm ni lông của vân che hai bên hông Vân lấy một gói thuốc bột, khuấy trong nước ấm, rồi bảo núi hạ miệng cho mình đổ thuốc. Núi biết nghe, núi hạ miệng, nuốt ực và nói cảm ơn rất rõ. Vân giải thích, đây là thuốc toàn năng, chỉ dùng cho cán bộ cao cấp và trong trường hợp tối khẩn thôi. Ví dụ, trong trường hợp người yếu quá sắp chết mà chưa trối tranh, thì nó có thể làm bệnh nhân khỏe lại vài tiếng đồng hồ. Quả thật, đến khuya, tôi nghe núi gọi ngữ. Hai đứa nói chuyện với nhau một chặp. Tôi thò đầu ra vách mồm nói sang. Bây giờ đỡ rồi hả núi? Dạ đỡ rồi. Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Anh ngữ. Còn ai đang nói với cậu đấy Anh Vũ hả? Thầy núi phân biệt được hai chữ đấy và đây tôi yên tâm nên ngủ trở lại. Vì mệt mỏi, nên ai nấy cũng ngủ thẳng giấc. Đến lúc mặt trời xuyên có mùng nóng cả mặt mới thức dậy. Riêng ngữ thì còn nằm vui vì quốc đi bạch tanh hôm trước. Thói quen, hễ tôi thức trước Hoàng Việt thì tôi kêu hỏi. Anh Bảy, bày trẻ đêm qua có mơ thấy mấy em bên ri không? Nhưng bữa nay ê ẩm quá, cả về thể xác lẫn tâm hồn, nên tôi còn nằm im để vỗ về mình trong giây phút của buổi bình minh trinh trắng. Gia thịt hơi hám của Nguyệt còn in trong tôi. Thế mà bây giờ nàng đã xa rồi. Mai sẽ xa hơn. Mốt càng xa thêm nữa. Xa mãi. Từ xa ít tới xa nhiều. Nàng nói với tôi những gì không nhiều nhưng nàng đã nói tất cả rồi một đêm vợ chồng ừ nhỉ thằng vân nói đúng sao tôi không bắt nàng đi luôn đi chiến đấu đi vào lửa khói thì dù vô kỷ luật một chút cũng rất đáng hoan nghênh đã có biết bao nhiêu người được lệnh đi nam mà đập bệnh để khỏi đi thì sao tôi tiếc đã không gợi ý cho nàng nếu tôi đặt vấn đề đó ra biết đâu nàng chẳng nghe theo. Tôi bây giờ là tư lệnh tối cao của nàng mà. Trời ơi, mới hôn nhau đó, rồi lại xa đó. Một cái mười năm nữa trôi qua, thì còn gì là đời? Tôi uể oải bước xuống đất và đi lại lều của núi. Chui vào, đưa tay dở mùng và gọi. Nhưng tôi kêu lên thất thành. Núi! Núi! núi tôi lắc vai nó tôi chụp tay vào đầu nó tất cả lạnh ngắt tôi buông mùng xuống và kêu ngữ ngữ ơi ngữ thằng núi chết rồi tất cả bật dậy trừ vân vân đụng đỉnh đi ra khỏi lều sau cùng tôi đã biết trước là không có thể cứu chữa được cho nên tôi cho cậu ta liều thuốc hồi dương đó tim đã kiệt có lẽ não đã bị viêm nặng lắm rồi ngữ mò thấy gói ký ninh trong chăn của núi đưa cho tôi không nói gì không còn viên nào trong đó chiếc bi đông bật nút nằm dưới đít võng tôi đút cái gói không vào túi quần đưa tay vuốt mặt thằng bé miệng tôi như câm giao liên tới ra lệnh hành quân trước sự lưỡng lự của tôi ngữ nói trước anh và anh hoàng việt cứ đi đi để em ở lại đây lo cho nó biết nói gì nữa tôi và hoàng việt cắn đang đi theo giao liên anh ta không nhìn anh ta đã thấy quá nhiều lần tình cảnh này rồi còn bi thảm gấp trăm lần xá gì một cái lá rơi giữa một khu rừng hoang như muôn đời trước và muôn đời sau. Sắc lá vun cho cây, nhưng cây rừng còn hữu ích. Có những cái cây sống mang tên hồ, nhuận, đồng, giáp, mọc trên xác hay nhân dân chẳng đem lại cho ai một lợi ích gì. Thằng thanh niên tên núi nằm xuống đây là để thêm hồng huyết cầu cho mặt chúng vốn đỏ như gấc, càng đỏ thêm lên nhưng mà lòng nặng trĩu u buồn trước một cái chết coi như không. Tôi nói với Vân, nó là học sinh năm thứ hai trường cao đẳng mỹ thuật mày ạ. À. Cỡ đó vô nam làm cái gì vậy? Vẽ bích báo. <laughs> mày vô đó rồi sẽ thấy cơ quan trong cuộc kháng chiến với Mỹ này không có chỗ ngồi nữa là chỗ dán bích báo. Học cũng không hiểu mấy chả bắt nó đi làm gì vậy. con thằng kia, khá hơn chút. Ngữ ở lại bên núi. Khi về tới R, ít lâu sau tôi nghe tin Ngữ đã tấp xuống khu 6 và ở đó luôn. Vì bị, bị ngã, chân què, không đi được nữa. Hai cậu núi và Ngữ rất dễ thương. Ngữ thì chí tình với bạn, chịu khó nấu nướng. Núi thì hiền như cục bột. Hai cậu luôn luôn xưng em tôi ngọt ngào. Bây giờ chẳng biết thằng ngữ có còn sống mà về được với quê hương hay không. Còn núi, núi đôi, ngọn núi nào ninh bình đó sẽ ở giá trọn một ngàn năm tới. Chương 21 Nhờ sự săn sóc của Vân và chị Phụng mà tôi và Hoàng Việt đã khá hơn trước nhiều ăn uống không tệ như trước và mỗi lần hơi chấm sốt hoặc đau bệnh gì khác thì Vân moi thuốc ra trận bệnh ngay. Chính sách của ông dược sĩ là phòng bệnh hơn chữa bệnh và ăn ngon, ăn đủ là cha thầy thuốc. Đi được năm sáu trạm liền không bệnh cũng không bỏ cuộc. Tôi và Hoàng Việt phấn khởi vô cùng. Đường đi không có dốc cao, chỉ vừa đủ mệt thôi. Nhưng dọc hai bên đường, thì người rụng càng đông, không có chặng nào là vắng người treo võng nằm hai bên đường. Có người băng tay băng chân, có người phù thủng, có người vàng như nghệ từ mặt mũi đến tay chân. Tôi có cảm tưởng như da họ bị thoa nghệ hoặc túi mật đã vỡ ra mà thấm tận ra ngoài da vậy. Thấy mặt kinh hoàng, không dám ngó lâu. Họ nhìn đoàn đi qua với những cặp mắt hầu như không có một chút xúc động vui buồn nào hình như họ đã chán kêu gào van hủy rồi nên không buồn nữa tất cả là mắc kẽ một buổi chiều giao liên dừng lại ở ven sông con sông không rộng cũng không nhỏ đối với người biết bơi như tôi thì chẳng ăn thua gì tôi có thể bơi sải vài cây số nhưng đối với các anh bạn miền bắc thì đó là cả một vấn đề nan giải. Xong gì đây? Đừng hỏi. Đến khu sáu chưa? Không được phép hỏi. Có ký ninh cho sinh dạy viên? Hết rồi. Chừng nào phát gạo, chừng nào có thì phát. Có bệnh viện gần đây không? Không ai hỏi như vậy trên đường này. Câu hỏi là chết có ai chôn không? hôm nay là ngày mấy ngày hôm nay giống ngày hôm qua và sẽ không khác ngày mai đó là một mẫu đối thoại mực thước và bình thường nhất trên con đường này bất kỳ ở chặng nào giữa giao liên và khách hay giữa khách với nhau người ta cũng đều có thể nghe đoạn đối thoại này tốt nhất là đừng hỏi gì hết đừng suy nghĩ gì hết ngay cả chuyện bác mau cạo đầu và kết tội chú lưu. Người cùng với bác Mao thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc là phản đảng mà chỉ nên gầm đầu đi theo câu thơ đã được thời đại này lấy làm lẽ sống. Bác bảo đi là đi, bác bảo leo là leo, bác bảo thắng là thắng, bác bảo chết là chết. Anh Giao Liên bảo tất cả các đoàn, các đồng chí nằm đây chờ giao liên trạm trong ra trước anh ta còn dặn thêm các đồng chí nên đào hầm trốn máy bay hai bờ sông thường bị bắn luôn đấy nói vậy rồi anh ta đi tôi hỏi với theo chừng nào thì giao liên trong đó ra đồng chí chừng nào họ ra thì họ ra tôi không biết ê đủ ba thằng kia mày nói kiểu đó một năm được mấy lần vậy mày đúng lại mày trở lại ta bị ông mày đi tao bắn bỏ mẹ đó một ông nhà binh quát tháo anh giao liên trầm chậm, chậm quay trở lại ông nhà binh nói cậu được đảng giao cho dắt đường phải không cậu dắt mấy trăm con người ta tới đây là đâu không ai biết cả cậu phải mời các trưởng đoàn đến cho biết địa hình địa vật phương hướng vị trí của địch cách đây bao xa nếu địch xuất hiện hướng nọ hướng kia thì phải chạy đường nào chứ? Cán bộ từ bắc vô đây đâu có phải là cá ương chuột chết mà cậu muốn giết đi đâu thì dứt chứ? Anh Giao Liên trả lời tỉnh bơ: Tôi có biết gì đâu mà cho các ông biết. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa các ông từ trạm đó vô tới mé sông này rồi trở về. Địch ở đâu, xuất hiện hướng nào, làm sao tôi biết? ở trên giao tôi ở đây cũng không nói gì hết. Ông nhà binh đang giận bừng bừng, bỗng xuống nước ngay. Thôi được rồi, đi đi. Nhiều người đã mọc ba lô bằng tấm ni lông để dành choàng đi mưa, ném xuống nước nổi phình như bao tử trâu, rồi ôm nó đập tầm vũng qua sông. Chỉ ló mắt là họ đã qua bờ bên kia. Tôi nói với Hoàng Việt Chém chết mấy thằng đó cũng là dân Nam Kỳ. Sao mày biết? Để rồi anh coi. Cuối cùng mấy thằng còn sót lại bờ bên này đều là cá Hoàng Việt nói Bắt chuồn chuồn cho cánh rốn tụi nó để biết bơi ngay. Chúng tôi bàn kế hoạch vượt sông Hoài của Lưu Bát Thừa. Vân nói Tụi mình và bà Phụng thì qua dễ rồi, nhưng còn đám nữ bên kia kia, ai mà cổng lỗi xong cho được. Tôi sực nhớ chiếc cầu dây ở mấy trạm ngoài, nhưng khoan đã. Trước khi nhắc lại chiếc cầu ấy, tôi muốn nói với những tên to đầu như thế này. Tụi bay chẳng may nắm được quyền hành và điều khiển cả một dân tộc. Trước khi làm một việc gì thì hãy cân nhắc cho kỹ lưỡng và trong khi thi hành việc đó phải cho người đi kiểm tra. Cái ban kiểm tra của Nguyễn Lưng bằng ăn hút ở Hà Nội có biết đâu trên đường này lính tráng và cán bộ hành quân chiến đấu như những tội đồ sắp ra bãi chém. Có quân đội nào hành quân kỳ cục như lũ lính quân đội nhân dân vào những năm 62 đến 75 trên đường này không? không có một thứ phương tiện gì hết cả ngoài hai bàn tay và một con dao cùn vậy mà bên cạnh đó còn một bầy đàn bà con gái phải tìm cách sống phải tìm cách tự tôn lạ thật trước mặt là sông sau lưng là núi trong ba lô có mấy viên ký ninh trong ruột tượng mấy hạt gạo còm chúng bay đúng là lũ sát nhân chúng bay đúng là những tên tội phạm. Con đường này mãi mãi còn là vết máu vắt ngang lịch sử. Và chừng nào chúng bay chưa đền tội thì oan hồn trường sơn sẽ còn réo gọi tên của chúng mày. Hàng triệu oan hồn bay vất vưởng chưa tan đêm đêm vây quanh đầu giường chúng mày. Chiếc cầu dây lửng lơ bắc qua hai mỏm núi không biết do bàn tay gan góc nào. Đây chỉ là một sáng tác của một nhà tài tử, chứ không phải của công binh. Khi hai anh lính khiêng nòng súng cối điến giữa cầu, thì một sợi dây đứt ngang. Thân cầu làm bằng một cái rễ cây hay dây gì không biết. Chúng đan lại với nhau như mặt võng. Trên đầu thì có tay vịn. Mỗi đầu dây được quấn nhiều lượt vào thân cây ở hai mỏm núi không biết nó đã được bao nhiêu tuổi rồi nhưng đến hôm đoàn chúng tôi dùng để qua suối thì nó hãy còn nên thơ lắm chúng tôi đi từng người một chiếc cầu lắc lư rất nên thơ chỉ vừa đủ để tim run thôi chứ khó ngã chúng tôi chụp hình chúng tôi vỗ tay mỗi khi một đứa vừa qua khỏi cầu có cả máy quay phim làm việc dưới dạ cầu nước chảy trong veo, in hình bóng của đoàn dũng sĩ. Nhưng khi hai anh pháo binh tha nòng pháo đi qua, thì bài thơ cầu dây cụt vận đứt ngang vần, với những âm thanh hãi hùng của những người bước hụt chân, của nòng pháo rơi xuống lòng suối đá, của những người nằm dưới nước bị vỡ đầu gãy chân rên là. Người trên bờ dòm xuống chẳng biết làm sao cứu bạn được. Ôi là cái cầu dây mắc ngang trời, nên thơ lắm mà ác hại cũng ghê. Mi đã trả thù những bàn chân đạp lên thân thể Mi mà tiến phải không? Họ không phải là kẻ thù của Mi đâu. Họ là một đàn thú bị lùa vào tử địa mà Mi chỉ là phương tiện đưa họ tới đó thôi. Bây giờ tới dòng sông này, sông Mô Chanh hay sông danh nước sông xanh ngắt rất nền thờ nhưng không khác gì chiếc cầu dây kia nó sẽ dìm chết người đấy biết đâu có những người đi trước chúng tôi đã được nước xanh xây mò có nhiều người bọc ba lô bằng ni lông làm phao bơi qua xa trông lố nhố giống như những trái dừa khô trôi trên sông nhiều anh bộ đội tay ôm phao tay giơ súng và bao đạn lên, chân thì đạp nước. Nước tủa lên trắng xóa một khúc sông, khiến người la hét ra lệnh hoặc khuyến khích kẻ bơi lội vang lên hai bờ sông. Trời chiều bãng lãng, ánh nắng rác đầy mặt sông làm cho đoàn lữ khách thấy ấm lòng đôi chút. Đứng trên bờ, nhìn chẳng khác nào xem một cuộc lội đua. Vân nói, mấy thằng nhảy ranh háo thắng nhưng không có kinh nghiệm, đi mệt, nhảy xuống nước ngay, bị trúng nước hoặc bị dọc bè bỏ mạng cho coi đó. Sao mày không nói mấy cha chỉ huy dùm chút? Ai mà chỉ huy nội chúng nó mày ơi? Mình cứ nghĩ cho ráo mồ hôi chừng nửa tiếng đồng hồ rồi sẽ lỗi. Vinh bảo đội nữ binh. Các cô rút hết cả dây giọng đưa cho tôi. Bỏ ba lôi vào ni lông túm lại và buộc thật chặt để nước không vô được bên trong. Buộc rất nhiều lần. Ra tới giữa sông mà dây xúc ra thì chết chìm đó. Chừng nào tôi có ra lệnh mới được xuống nước nghe. Rồi Vân chuẩn bị đồ đạc, phổ biến kế hoạch vượt sông cho chúng tôi. Xong Vân nối tất cả những sợi dây võng lại. Tất cả là 28 sợi dây ni lông, mỗi sợi dài 10 thước, có thể chịu một sức kéo 300 kg. Vân buộc một đầu dây vào một gốc cây, còn đầu kia thì buộc vào lưng. Bỗng có tiếng la thất thanh. Nó dở súng lên hết nổi rồi, nó chìm rồi. Cái phao bị thủng chứ gì? Một ông, có lẽ là chỉ huy, dậm chân hét. Hai thằng kia, trong tổ tam tam, buôn lên tương trợ. mau lên. Ông ta rút còi thổi ông Nhưng chẳng ai thi hành lệnh của ông cả Cái thằng gì càng ngày càng lún xuống nước Ông chỉ huy quát Vứt xuống đi Vứt Cái thằng gì buồn sống Nhưng vẫn cứ chìm dần Nó bị dọc bẻ rồi Vân vừa nói vừa tụt quần áo Chỉ còn quần đùi Phóng ào xuống sông vân ra đến nơi thì cái đầu thằng kia vừa tụt xuống khỏi mặt nước vân giơ tay ran nắm chỏm tóc lội sấp đứng một hơi vô tới bờ bên kia vân kéo thẳng buộc đầu dây kia vào gốc cây rồi vẫy tay ra hiệu cho đoàn vượt sông chị phụng và các cô cởi xiêm mi còn lại đồ tắm biển lần lượt xách những túm đồ đi xuống mé sông rồi từ từ trầm mình xuống nước một cách trật tự đám lính trùng trợn chắc lưỡi hít hà mỗi người mỗi ứng khẩu loạn xa bì cả lên nam lẫn bắc trẻ lẫn già họ triển lãm cả mặt cả mũi chúng mày ạ à. ôi giời tiên đâu mà cả bầy thế kia để tao lông dông theo làm cá leo như trừ bắt giới coi lâu quá không thấy mấy bánh bò bánh bèo đó ào bây giờ mà nhảy xuống nước thì nghe cái xèo như sắc nướng đó em ơi có bạc lẻ cho hoa mượn hai ngàn đồng. đồng việt xuống áp chót tôi mở một dây ở gốc cây buộc ngang lưng rồi đội ba lô đi vào nước ở bên kia vân cứ nắm dây rút phăng trong lúc chúng tôi như những con thủy quái rẽ nước trườn tới chỉ nháy mắt Chúng tôi đã qua tới bờ bên kia. Chúng tôi lại được nghe một loạt ý kiến của các vô ngại tướng quân đã qua trước nhưng chưa chịu đi, còn đứng ở đây để chào đón các tiên cô. Em gì ơi, em đẹp thế mà em đi chống Mỹ thì uổng quá đấy. Hai cái hường nhan phơi phới để cho ai? Các em mới nhìn thì thấy rõ hai cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm tuy giấu kín nhưng nhìn kỹ thì cũng tìm ra được đấy có em nào bệnh không anh cõng dùm cho tôi nói với vân tao phục lăn mày đó tao đã thấy trước vấn đề cho nên tao bảo các em chuẩn bị sẵn mày xem đó vì không có kế hoạch nên mấy thằng bộ đội kia suýt chầu diêm vương rồi chúng tôi kéo nhau đi theo con đường mòn vào khu rừng gần đó và tự tìm chỗ trú ẩn không dưới một sự hướng dẫn nào. Chúng tôi mắc võng căng lều và nấu cơm. Đoàn nữ binh cũng hạ trại gần bên chủ soái. Vân nói, Bữa nay tao đãi mày với ông nhạc sĩ một con gà. Dẫn hoài mày, mày đổi ở buôn nào vậy? Hoàng Việt nói, gà trong ba lô chắc. Ừ, gà trong ba lô chứ đâu. Rồi quay qua vợ Vân nói, bắt con gà ra em, mình ăn mừng qua sông an toàn. Chị Phụng moi ba lô lấy ra một hộp nhỏ, dẹp như hộp cá mòi. Cá mòi, tôi trông thấy và nghĩ bụng như vậy. Nhưng Vân nói ngay, gà chà bông đấy mày. Một con gà mà ém hết trong cái hộp con đó được à? ông bà Kim đi hội nghị với thằng Bun ông -um, ông mua về đó. Cối rơm mà chồm tới bộ trưởng ngoại giao kìa. Không đâu mày ơi, hồi lúc đó mình đâu có tới gần ổng được. Tao tới nhờ chị ba mua sâm mà mẫu dịch quốc tế. Chị ba điệu lắm, chỉ biết đứa nào về Nam, chị cũng mua sâm dùm hết thảy. Tao quen chị hồi trong kia mà. Lâu lâu, tao gửi biếu cho bà cụ, tức là bà già anh ba một chai bổ huyết lô can của tao bào chế bây giờ tao tới nhờ chị mua đồ chị còn nhắc chỉ cho tao hộp thịt gà này đó chị nói một con gà nạc mà nó nén vô cái hộp có bằng cái hộp quẹt thôi leo núi lội rừng mệt thì chỉ cần dít một muỗng quậy trong nước sôi rồi bỏ ít rau rừng là có canh thịt gà ăn cơm liền Vân tiếp, bà nhai trầu ngoai ngoai cặp môi, nói bà chà bà chẹt. Các em về, trọng ráng quánh Mỹ cho mau mau để chị về nghe. Dạ, ráng chớ chị ba. Quánh xong Mỹ rồi quánh ai biết không? Dạ, Pháp Minh hạ xong rồi. Mỹ diệt sạch thì còn thằng đế quốc nào dám hó hé nữa đâu mà quánh chị ba. Bà nói, hả Pháp, giật Mỹ xong tới quánh thằng Bắc Kỳ. Vân nói xong cười hô hố rồi lại tiếp. Chị kể chuyện anh ba đòi đập hoang đầu dồ bể đầu tại bộ ngoại giao, cho tao nghe một cách hứng thú. Xong lại còn tiếp, anh ba em xin về Nam chiến đấu, nhưng bộ chính trị đâu có đồng ý. Trời ơi trời, người ta đi quánh Mỹ mà không cho, mà không cho anh ba em đi về Nam cũng phải đó em à. Đó chẳng khác nào thả hổ dây rừng. Họ sợ anh ba em út ức rồi trở cờ quánh ngược lại. Chúng tôi đang húp canh gà và nghe chuyện tiêu lầm xã nghĩa. Thì một ông nhà binh tới. Trời chưa tối hẳn nên ông ta nhìn ra vân. Ơ ừ, đây rồi anh gì ơi làm ơn giúp em tí chúng tôi bật cười vì trong đầu chưa tan câu chuyện ba ván liền nhưng lại nín ngay vì thấy anh ta mếu má muốn khóc nó chìm mất rồi cái gì chìm thằng lính của em đấy sao không buộc dây kiểu tôi làm hồi chiều chúng nó bảo như thế trong thủ công nghiệp nên chúng nó túm ba lô rồi phóng ào xuống sông bơi khi qua bờ bên này kiểm điểm lại thì mất một cậu. Thế thì tôi biết đâu mà tìm. Đồng chí không biết lặn à. Tôi biết lặn, nhưng tôi không thể lặn mò cả một khúc sông. Thế thì em chịu thôi. Em sẽ báo cáo là cậu ấy hy sinh trong chiến đấu. Lỗi sông mà chiến đấu cái gì chứ? Thì cũng như khiên súng lọt xuống hố vậy thôi. Quân đội không có một phương tiện nào giúp cho các đơn vị qua sông hay sao chứ? Ôi giời ơi, muối gạo còn không đủ ăn, nói gì phương tiện? Phương tiện là hai cái chân đây này, khổ quá, chúng em đâu có biết bơi, cũng chẳng biết súng ống là cái gì, thấy cây súng hãy bỏ bố. Ơ kia, lính tráng gì mà nói vậy? Chúng em là thanh niên sung phong, làm cầu đường mà bỗng ở trên đem súng tới phát và bắt hành quân chiến đấu cán bộ thì bộ đội đưa qua từ đại đội xuống tới tiểu đội còn thao tác súng thì vừa đi họ vừa dạy bây giờ thì làm sao giấc cậu ấy em cũng không biết làm sao anh ta đứng chân một hồi rồi bỏ đi không từ giả. câu chuyện làm bữa ăn có canh gà hết ngon toàn chuyện ma quỷ gì đâu, tấp vào mình không thôi. Trời vừa sụp tối thì máy bay tới, nó bay rà sát lòng sông và bắn trái sáng đỏ rực. Bộ đội và cán bộ hai bên bờ chạy tán loạn lùi vào rừng, không còn ai lảng vảng ở bờ sông nữa. Những trái sáng lơ lư lửng trên không trung tụa ra như những con mắt đỏ chạch, ngó xuống với những tia sáng lòa ước chừng nhìn thấy cả cái kim nằm trên đất vần buột miệng thốt tụ má thế nào đêm nay cũng ăn bom trộm bị chọc ngay tim tôi gạt phát nó không chơi cái mừng đó nữa đâu tại sao vì chẳng có thằng chỉ huy nào lại mang đơn vị phục kích tại nơi mình vừa đánh trận đó là chuyện đánh nhau còn đây là nó đã quấn mình Nhà mình không phương gì đỡ. Nếu nó đánh đêm nay, thì nó đã không bắn pháo sáng như vậy. Tôi lý luận luôn, chẳng có tên chỉ huy nào vừa phục kích, lại vừa báo cho địch biết rằng tao sắp tấn công mày. Thằng địch có đuôi cũng, nhưng vân gạt ngang. Chỉ còn một cách là lui binh thôi, không nên chần chờ. Lui đi đâu? Đi xa bờ sông một chút, đi mau, kẹo tối, không thấy đường. Vân vừa nói, vừa cua cuốn đồ đạc và quát đám nữ binh làm theo. Hoàng Việt cầu nhỏ một cách vui vẻ, mới bồi dưỡng gà lại bắt gà chạy. Tôi vừa đi vừa chống chế. Đám bộ đội nó có đi đâu? Ôi trời! Trông cậy vào chúng nó thì chết chùng. Tao không bao giờ hạ trại gần đám đó. Chúng là thanh niên sung phong, bị ép cầm súng, vừa bất mãn lại vừa không có một tí ý thức quân sự nào cả. Một đám người hỗn tạp như vậy, vừa đi vừa rắc xác dọc đường. Tới trong đó thì còn được bao nhiêu mạng. Vụ bom trộm đêm trước có lẽ cũng do sự ăn ở bừa bãi của tụi đó mà ra. May cho chúng tôi là bên biết hướng Nhờ Vân đã đi ra đi vào hai lần rồi Nên chúng tôi không bị lạc đường Và nhờ không có dốc Nên chúng tôi đã đi khá xa bờ sông Khi trời tối hẳn Ở đây có dấu vết đóng quân Nhưng không còn một người nào Vân nói Từ đây vào trong Thì luôn luôn phải quân sự hóa Đồ đạc phải luôn luôn gọn gàng Không được phất vơ như trước nữa Tụi nó quánh mình bằng đủ cách kể cả biệt kích. Có một trung đoàn nào đó bị phục kích, máy bay la rùm mày có nghe không? Chính tay trung đoàn phó bị bắt đó. Biết rồi, nhưng chỉ còn một cú leo học máu nữa thì tới dùng thoai thoải. Hết núi à? Chỉ còn đồi. Vậy sắp tới bà rịa chắc. Tao đoán vậy. Mình là nhạc sĩ mù, yêu cô tiểu thư nhưng không bao giờ biết mặt cô ấy nhạc sĩ mù là tác phẩm của pi pavlenko người nga hồi ở bên bún cà ri anh có đi thuyền trên đa núp blơ không có chứ mày đi với mấy em nó có bằng cái con sông mình vừa phăng dây qua đó không Giỡn ngoài mày tôi và hoàng việt treo võng chung một đầu cây vì không của tìm được nơi nào tốt cả. Phải ở xa xa lều của Vân Phụng một tí để cặp tình già trăng mật. Cảnh đồi thì tình cũng vọt lên, nhưng ở đâu kìa, còn ở đây chắc tình xẹp lép. Bao giờ cũng vậy, Vân luôn luôn che kín bốn bên cho vợ ngủ nghe kín đáo và hợp vệ sinh, còn hơn quan công phò nhị tẩu nữa tôi thấy an tâm khi nằm xa bờ sông cái câu đùa của tôi về sông Đa Níp, chẳng ngờ lại khơi dậy trong lòng nhạc sĩ những nỗi niềm hoài vọng cho nghề nghiệp và cho quê hương anh hút thuốc liên miên trước khi đi anh đã thu mua hầu hết thuốc lá bán lẻ của Hà Nội xé nhỏ ra không giữ điếu rời nữa mà ém chặt vào một bao ni lông những đĩa hát của Dalida Đà của Ima Sumak. anh mua ở nước ngoài đem về cho anh em nghe ở nhà trường, đã đời rồi bỏ lại. Cái radio nhỏ xíu của ông Marian, giáo sư dạy nhạc của anh ở Nhạc viện Quốc gia Bungary, anh cũng để nhường chỗ cho cái túi nhựa sống này. Anh nói, tao đói thì được, nhưng không có thuốc lá thì chết sướng hơn. Anh đã viết xong bản giao hưởng số 1 lấy tên quê hương khi còn học ở Bungary. Một lần nghỉ hè, mang về đưa cho dàn nhạc giao hưởng Hà Nội trình diễn ở nhà hát lớn thành phố. Văn Cao khen anh là thiên tài, tính anh xề xòa dễ dãi và lúc nào cũng vui vẻ pha trò. Nhưng bên trong, dấu kín một niềm đau vô biên về gia đình và về cách mạng quý vị thân mến tôi viết những dòng này để tưởng niệm ông bạn nhạc sĩ của tôi hoàng việt không còn nữa anh đã chết trong một trận bom ở hậu mỹ quận cái bè trên đường ra ven sông cửu long để tìm hứng viết giao hưởng thứ hai của đời anh dù ở đoạn văn này tôi có đi xa con đường mòn một tí để cùng với anh thả hồn bay về sông cửu long tôi nghĩ cũng không lạc đề. Quả bom nào luyện chúng hầm anh, quả là một quả bom không có mắt và vô giá. Cho tới nay ở Việt Nam, theo tôi biết, ngoại trừ Văn Cao, không có nhạc sĩ nào sáng tác tươi và phong phú như Hoàng Việt. Anh nuôi mộng lớn và ôm giấc mộng ấy xuống tuyền đài. Ở Sài Gòn hiện nay có một nơi bán cà phê gọi là Cà phê Hoàng Việt, tác giả của bài Tiếng Còi Trong Sương Đêm, nổi danh trước 45 dưới tên Lê Trực. Bản nhạc này thuộc loại Rumba Melody, rất được yêu mến ở các bà. Hoàng Việt vào trường đi bê như một anh lính quèn, võng kaki ba ký muối, một non kho quẹt nén trong hộp ghi gô đó là tất cả lương thực mà đảng cấp cho Hoàng Việt để vượt Trường Sơn. Một nhạc sĩ đã viết symphony, lúc đó hình như anh mới 40 nhưng tóc đã trắng hơn đen rồi. Đi học ở nước ngoài lâu vậy mà về nước không có thứ gì mang theo cả, kể cả một cái pick up để nghe nhạc cũng không. Và vẫn gầy, gầy nhom như hồi kháng chiến Nam Bộ nước ngập đồng xanh lúa chết, gió mưa sụp đổ mái nhà. Bao nhiêu gia đình tan hoang, đau thương lệ rơi chứa chan. Anh đi chiến đấu xa tràng, còn em gánh lúa trên ngàn. Lúa trên ngàn nắng phơi trang trang, bàn chân dẫm gai lòng không thở than bao giờ kháng chiến thành công anh về em thỏa ước mong nhớ vợ nhớ con ở chiến khu đê hoàng việt viết bài lên ngàn này cô gái gánh lúa đó là hồn của hiền thê ở sài gòn hiện ra chiến khu với chàng nhưng sự thật thì nghìn trùng xa cách và xa cách mãi ra hà nội nghèo lắm hoàng việt không có cả xe đạp mỗi lần đi đâu phải mượn của ông bạn nối khố đồng tháp mười và đồng hương mỹ tho là đạo diễn trần thiện thanh em thúc bá của thủ tướng trần thiện kiêm nay cả hai đều hội ngộ dưới suối vàng nhà đạo diễn cũng đã chết thanh bảo hoàng việt chạy nhong nhong như con chó đói khắp thủ đô chẳng ai thèm ngó tài hoa mà chi kháng chiến hy sinh xung phong mà làm con mẹ gì cho chết thân mình uổng công cha sinh mẹ đẻ ra hà nội thế này ông biết trước ông đéo ra nhưng mà đã lỡ ra rồi về không được mà ở thì buồn đến muốn tự sát một hôm hoàng việt đến cái gara của tôi đưa cho tôi tờ giấy bảo Ê mày thân Vũ Có lại dùng lời bài tình ca của tao mới làm chút Để tao đi thu kiếm sáu đồng ăn phở coi Cơm cơ quan xót ruột quá Đó là bài tình ca Viết năm 1956 Khi cất lên tiếng ca Gửi về người yêu phương xa Tạ tiếng gió mưa Thét gào cuộn dân phong ba chim bay răng răng ngoài nắng xuân đẹp thay tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây câu đập tan bao đau khổ và chia ly nhưng tôi không nhớ nó nằm ở khoảng nào tôi có chữa dùng anh một chữ nhưng cũng không nhớ là chữ nào bài hát được ca sĩ số một của đài phát thanh trần khánh hát đầu tiên và hát đi hát lại trong chương trình nhạc yêu cầu thính giả mỗi tuần về sau ở trên bảo tình ca là tiếng nấc của tiểu tư sản thiếu tính chất chiến đấu và cách dần dần không cho hát thường xuyên nữa trong khi đó lại cho hát bài lực lượng ta hùng cường cũng của Hoàng Việt bản nhạc được giải nhất trong cuộc thi ca khúc của đài phát thanh lúc bấy giờ lực lượng ta hùng cường vững như núi trường sơn đứng bên thái bình dương bao ngàn đời giữ an tổ quốc lực lượng xây bằng máu đã giành lấy thắng lợi sau cùng theo lá cờ của đảng tiền phong một hôm khác hoàng việt lại đến than thở kẹt quá mày ạ à. có mấy cô nước bạn đến thăm trường âm nhạc ta phải trường mặt ra đón tiếp. Nói vậy vì Hoàng Việt rất ghét lễ lập hội họp. Nhưng tao không có quần áo. Coi nè, dép cao su, áo bộ đội 36 đường gian khổ. Hoàng Việt được phong quân hàm thượng sĩ hay chuẩn ý gì đó. Hoàng Việt nói tiếp, mặc quần áo như thế này mà đón tiếp ai đây? Tôi bảo, tôi không có giày, chỉ có cái áo câu tôm đây thôi, tức là áo tây cũ mềm. Hoàng Việt hỏi, ở đâu mày có vậy? Thì tao mới mua ở chợ trời để bận ngủ, lạnh quá, chịu không nổi. Hoàng Việt trồng vào, cũng may coi tạm được. Anh mặc luôn, rồi cười như nức nẻ. Còn cái cà vạt nữa, tìm đâu ra bây giờ? đến ông đạo thanh thì chắc có hoàng việt mượn luôn cái áo câu tôm của tôi mấy ngày liền để đi nhảy đầm với mấy cô bạn ngoại quốc bỏ cái nghèo lại hà nội vào đây gặp cái đói và cái sốt thế là huề vốn tôi thấy hoàng việt hút thuốc liên miên nên hỏi túi nhựa cạn nửa chưa quá nửa rồi người miền nam ơi chưa thấy sóng đã nếp xanh sao rít hoài vậy. Tao đang làm việc cho một cái đề tài về cửu Long Giang, giao hưởng hay ca khúc vậy. Hoàng Việt số 2, trình <laughs> bay ở Sài Gòn à, ở tiệm nhảy, tiệm nào? Tiệm nhảy Hoàng Việt, nè mày, mày có muốn nghe tao huyết gió một đoạn không? Đã lắm, chỗ này thì phải đi bè 2, bè 3, có lời không? có cần hay vô tới nơi ta chép nhạc ra cho mày làm lời nghe thì ra hoàng việt đã thay nghén từ nước ngoài và viết những chương giao hưởng trên đường trường sơn anh nói cửu long của mình dài hơn đa nếp mày ạ à. bốn ngàn cây số phải không ta phải viết một cái cho ra hồn cửu long của mình rất đẹp và rất hùng vĩ thế mà mình chưa có tác phẩm nào nước mình có nhiều sông, sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long, sông Lô. Tôi nói, sông Hồng thì có du kích sông Thao của Đỗ Nhuận rất hay. Nhưng chưa xứng với sông Hồng, chỉ có sông Lô Trường Ca là xứng với sông Lô thôi. Anh định mình ăn to à? Tao sẽ chơi một tụ phọc túi với cái giao hưởng số 2 này. Này nhé mày sẽ nghe tiếng sóng reo tiếng gió thổi tiếng hò mỹ tho man mát trên sông với nhịp mái chèo mày sẽ thấy cô em của mày trên sông nữa chứ em nào trắng hoàng việt lại chầm thu hút đốm lửa đỏ rực như tâm tình của chàng nghệ sĩ khuya lắm chúng tôi nằm im mơ màng trong mệt nhừ nhưng nghe tâm hồn sảng khoái vì lâu quá không có ai bàn chuyện sáng tác tôi hầu như quên hẳn mình là nhà văn tôi đã biến hạ thành một dấu nhạc thấp nửa giọng trên cái dòng nhạc trường sơn này tôi đã trở thành một người khác một người suốt ngày chỉ nghĩ tới việc cắt cử sốt làm sao cho có gạo dốc tới có cao không và vân vân. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 9. Xin hẹn quý vị ở tập 10, cũng là tập cuối cùng của hồi ký Mạng Người Lá Rụng.